Phật ở Phật giới thì có sự cân bằng hay không? Đọc rõ là giữa tánh Phật và kim thân Phật ở Phật giới thì có sự cân bằng hay không ạ? Giống như con người mình á, mang thân người rồi tánh người sao? Có nghĩa là kim thân Phật bao lớn là tánh Phật nó phủ vậy thôi, chứ cân bằng gì? Có nghĩa là giống như mình mang thân người thì cái tánh người nó trùm khắp theo cái thân của mình, thì tánh con người mình một thước sáu, tánh Phật nó cũng vậy thôi. Tánh người nó cũng bằng một thước sáu. Có nghĩa là ăn thua cái kim thân Phật mà lớn thì tánh Phật nó theo cái kim thân Phật, chứ sao nói công cân bằng được, thấy không? Câu hỏi này chưa hỏi đúng lắm, bởi vì trong kinh ta nói là chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Cái tánh Phật, cái thân Phật bao lớn là cái tánh bao lớn đi theo đó. Mà phải hiểu vậy, kêu bằng tánh bao nhiêu, thân mình bao nhiêu thì máu nó lưu xuất bấy nhiêu. Bởi vì con người ta đụng đầu cũng có ra máu, ở dưới giò, ở dưới chân cũng có máu, mà trên đầu cũng máu, từ ngón tay ngón chân đầu cũng có máu hết. Nó phải trùm theo vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi giáo lý được công bố ra thì xóa mê tín dị đoan, tốt cho con người và xã hội. Vậy khi giáo lý được công bố ra, có cái loài cô hồn thì có bị ảnh hưởng gì hay không ạ? Không, cô hồn không phải. Cái giáo lý nó kẹt ở chỗ này nè, là nó nói bằng sự thật. Mà con người sống ở thế gian này không thể nào chịu nổi sự thật, vì cái chỗ đó, cái giáo lý nó khó ra đó. Bây giờ nói thật ra là con người mình đây hiện giờ nó là sao? Sống cái thời đại văn minh 4.0, có nghĩa là nó, cái thế giới này nó chuẩn bị nó nói hết ra những cái gì mà của cái thế giới này. Rồi bây giờ mình suy nghĩ đi, những cái chuyện mà cầu xin cúng tụng lại lục rồi sau đây, nếu mà cái này nó xóa một cái, thế giới này dường như là không có cái gì hết ra trên. Bởi vì con người ta thế giới này phải sống bằng cái tưởng, ta sống mới vui. Còn nếu mà không tưởng sống không vui. Bởi vì thế giới này mà không có, bởi vì con người ta đó, sống chết gì do cái tưởng. Mà không tưởng làm sao đây, không tưởng làm sao sống. Nó dường như là con người trơ trẽn đó. Thấy không? Giờ suy nghĩ nè, bây giờ nếu mình nắm căn bản này, trái đất này gọi là ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục. Bây giờ mình muốn lại ai đây? Chọc mình chắp tay xuống mình lại ai? Mình suy nghĩ đi. Bài ra cúng cho ai? Rồi suy nghĩ đi. Nếu mà nó trắng ra, mà cái này đó là khoa học nó nói là về 4.0, chứ sự thật giáo lý đạo Phật thiền tông nó nói dường như là ban ngày hết, không thể chịu nổi được. Có nghĩa là những cái mà gọi là người ta tưởng tượng người ta làm thì hoàn toàn đối với cái đạo Phật thiền tông này nó xóa hết. Rồi có thể là cái giáo lý đạo Phật nói ra được không? Hoàn toàn thấy là hoàn toàn không nói được. Có nghĩa là giáo lý đạo Phật thiền tông mà nói ra thì tất cả những nơi gọi là tâm linh huyền bí dường như là nó lột trần ra hết, thành ra không ai. Bởi vậy nếu mà bây giờ mình suy nghĩ này, nếu mà cái mà giáo lý đạo Phật nói ra thì tất cả con người đọc này giống như là con người khoa học, đọc được cái giáo lý này giống như con người khoa học, không tin bất cứ gì hết. Bởi vì người ta rõ hết rồi, là sao? Suy nghĩ đi. Con người đọc giáo lý thì con người trở thành con người khoa học và con người vật lý học, thì tất kiểu mơ màng, mơ mộng tưởng tượng đều không sử dụng được. Vì thế mà ông Phật nói viết cái giáo lý vậy thôi, chứ sự thật là khó công bố ra đó.
trừ trường hợp là cái thế giới này đi vào cái chu kỳ sắp chết, giáo lý sẽ công bố ra. Bây giờ vừa, bây giờ cái thế giới này con người nó còn đang ở trong thừa kỳ cường thịnh của vật chất thì không thể giáo lý công bố ra được. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới vật lý này, bởi vì thế giới vật lý này giải quyết mọi sự mọi việc trên trái đất này đều hoàn toàn giải quyết bằng vật chất, không còn. Còn tinh thần chỉ là do mấy người tưởng thôi, cái tưởng là do mấy người sống bằng tưởng tượng thôi, chứ sự thật không có. Cái trên thế giới này không có cái gì nữa rồi đó. Nhiệm vụ thần làm cái gì, người làm cái gì, ngạ quỷ làm cái gì, súc sanh là tại sao, thực địa ngục là tại sao, thực vật là tại sao? Đó, nếu mà công bố ra một cái là nó thiệt. Con người đây, người nào vừa đọc qua một lần trở thành con người siêu nhân hết. Rồi, con hỏi tiếp đi. Có lần bác nói người tu theo thiền tông khi không tạo được công đức để trở về Phật giới thì đi vào loài cô hồn. Vậy nếu lỡ vào loài cô hồn mà hết kiếp cô hồn á, thì còn nhớ lại cái thiền tông và tiếp tục theo tu theo thiền tông nữa hay không ạ? Bây giờ đó, con người ta phải hiểu thế này nè. Mình ở đây nếu mình tạo phước dương thì lên các cõi trời, phước âm ở đây ác đi xuống sâu hơn. Còn nếu mình không tạo gì, nó ở trên cái thế giới này khó mà không có tạo, mà chỉ người mà thích tham ở lợi trong dòng tộc. Bây giờ đa số mình hiểu thế này nè, tất cả những người mà không tin gì, không đến chùa, không đến đình miếu gì hết, ở nhà gọi là cúng ông bà tổ tiên thì đời đời kiếp kiếp ở trong dòng tộc. Còn muốn vô cái loại ngạ quỷ thì khi mình sống ở đây thì phải giành giật hơn thua lương lẹo với người ta thì chắc chắn mới vô được. Muốn vô cái ngành nào thì phải ở trên thế gian này phải làm lão luyện cái ngành đó thì mới vào được, chứ không phải là muốn vô ngạ quỷ dễ đâu. Anh muốn vô ngạ quỷ giống như bây giờ nè, bây giờ ở Sài Gòn nó có những cái băng giang hồ đi, bây giờ anh muốn vô băng giang hồ đó, tưởng muốn vô đó anh phải vô thử thách chứ đừng cái anh mà anh vô mà anh từ thiện quá biểu vô giang hồ làm sao nó chấp nhận cho anh vô giang hồ được. Vô trước nhất anh phải thề thốt với nó, sanh tử với nó, giống như cái mấy cái người mà buôn lậu á, anh vô buôn lậu thì anh phải có cái cương lĩnh của nó chứ, mới vừa vô hù cái chạy ra làm sao buôn lậu, làm sao vô giang hồ được, phải không? Không được. Muốn ở thế giới này con người là cái trung tâm để luân chuyển đi, muốn luân chuyển đâu thì phải quyết chí vào cái luân chuyển đó. Ví dụ bây giờ muốn vô làm thực vật đâu phải chuyện dễ đâu, anh muốn vô anh phải, trái đất này là trái đất nhân quả, anh không tạo phước, anh không tạo phước dương phước âm mà không có tạo cái gì, anh đi lừa gạt người ta đó, mà đóng vai ông này bà kia đi lừa gạt mới vô được cái thực vật này. Tất cả những trong thế gian này mười kêu bằng lục đạo luân hồi, đây là nói thì ngành nghề của luân hồi chứ không phải là muốn vô dễ đâu, phải không? Muốn vô làm ngạ quỷ còn khó không chỉ, đừng có nói muốn lên trời là anh phải có cái đẳng cấp, anh đi như thế nào anh mới vào cái cõi trời được, chứ không phải muốn vô cúi đầu lại xin lên trời ở, không có cái chuyện đó đâu. Cái thế giới này là cái thế giới nhân quả, anh muốn hưởng cái quả đó thì phải thực thi đúng cái quả đó anh mới vô được, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì người ta tưởng tượng rồi người ta bày ra những cái chuyện mà nó siêu đẳng không đúng. Tất cả cái gì thế giới này phải đi theo cái quy luật của nó, còn không có thì cứ ở dòng tộc hoài, luân chuyển trong dòng tộc hoài. Vì dòng tộc chỉ cần anh thương cha mẹ con cháu vợ chồng anh em với nhau là ở dòng tộc. Chết trước khi chết thì cũng phải khóc một cái rồi chào, chắc chắn phải trở lại dòng tộc đó. Anh muốn mến mà mến dòng tộc phải ở dòng tộc, còn mến Phật thì anh phải có công thức đi ra, mến trời cũng vậy thì phải có công thức đi lên, chứ không phải ấy đâu. Bây giờ tôi nói thật á, mình tưởng là muốn vô thực vật không phải dễ đâu. Vô thực vật cái cây nó sống bình thường mà anh vô làm sao có đẳng cấp, anh vô mình phải nhập được cái cây đó. Giống như con người ở thế gian này nè,
Anh muốn nói cõi âm thì phải người cõi âm nhập vô mới nói được, chứ phải không tự nhiên cái người bình thường nói chuyện cõi âm sao ai biết. Phải người âm nhập vô mà làm sao nhập đây. Một là phải tu đi xuống cõi âm, hai là anh phải làm sao mà cái ham muốn cái đẳng cấp anh nó nằm ở trong cái cõi âm thì cái người âm ta mới nhập được, rồi mình mới nói cái chuyện mà cõi âm. Muốn làm cái nghề gì khó lắm. Trái đất này gọi là lục đạo luân hồi, nhưng đây là cái nghề của cái người ở thế gian này. Muốn đi đâu phải ham muốn thật đúng và đồng thời thực thi đúng cái công thức của nó mới đi được. Còn không cứ ở mãi trong vòng tộc thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Nhờ tổ kỹ thuật kết nối cầu truyền hình trực tiếp. Kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Một, tại sao pháp môn Thiền Tông không cho dạy chỗ đông người và phải đợi đến khi người khác năn nỉ thì mới dạy họ? Bây giờ cái pháp môn này là nó phá vật lý. Xung quanh con người là hoàn toàn sống về vật lý. Cái này đưa vô không thể nào chịu nổi. Bây giờ suy nghĩ nè, người ta đang làm cái nghề gì đó mà anh vô anh chê, anh nói bằng sự thật người ta không chịu nổi. Chứ đừng nói chỉ cái Thiền Tông này. Thiền Tông này nói duy nhất chỉ có cái nhà khoa học và nhà vật lý học, người nào trong đầu óc nó có cái hai cái phần này mới hiểu nổi cái Thiền Tông này. Chứ ngày xưa Đức Phật muốn nói cái này ông cũng không nói được, bởi vì không có chứng minh bằng khoa học được. Bây giờ ngày xưa mình nói gì nó nền văn minh không gian, giờ ai biết. Bây giờ cái người thường mà không biết là văn minh không gian chứ đừng có chi mà ngày xưa. Nền văn minh không gian có nghĩa là tất cả những gì khi con người mất đi nó trở về không gian hết, kể cả chữ nghĩa rồi văn tự hay là bất cứ hình ảnh màu sắc mẫu mã gì nó nằm ở trên không gian hết. Khi người ta văn minh người ta mới lấy là được, thấy không? Mà bây giờ đó, tất cả những người nào và những nơi mà tập hợp để làm gì, không cúng thì cũng lại, không lại thì cũng tụng, không tụng thì cũng cầu xin, rồi sao? Thiền Tông nó vô nó nói trắng bóc cái này rồi phá người ta, ai dám vô đó nói không? 5 phút sau anh vừa nói 5 phút sau anh vô quan tài luôn á, thì làm sao dám công bố cái chuyện này được? Bây giờ đó người ta khoa học rồi, thời đại này là cái thời đại bằng khoa học. Những cái gì là con người phải biết hết, từ vô hình hữu hình, từ linh thiêng huyền bí, cái đó là cái gì phải biết. Khoa học khám phá ra được mà. Mà Thiền Tông đã khám, Đức Phật đã khám phá ra mấy ngàn năm rồi, bây giờ mình mới nói ra mà ta còn không chịu nổi, thì hỏi chứ làm sao dám đi cái chỗ đông người mà nói. Thấy không? Bây giờ mình nói đúng ra cho đông người ở đây trèo vô trong hốc, trong cái xóm quê của Tân Mỹ này nói, chứ mà ở Sài Gòn bất cứ ngọn nói chỗ nào chết liền chỗ đó. Chứ đừng có tưởng ở đây nó ít người thành đã ráng nói được, nhưng mà có giấy phép mới nói. Chứ xin lỗi, không có giấy phép ông tù cũng không dám ngồi đây nói đâu. Thấy không? Rồi thỏa mãn câu hỏi không? Không thỏa mãn thì hỏi tiếp hoặc đầu đặt câu hỏi khác. Tiếp theo là người có công đức ít nhưng trong sáng thì Đức Phật có trợ giúp để trở về Phật giới không ạ? Công đức ít, công đức nhiều không biết. Nhưng mà khi mà anh nhắm con mắt, anh thấy được, mở con mắt ra, anh đi được. Nhiều mà anh không mở được, anh cũng không là, anh không biết được đi. Người ta thả anh giống như cái người mù mà thả ra đường, xe nó chạy ào ào, không ai dám cho anh đi. Mà anh phải mở con mắt ra, ít nhiều không biết, phải mở con mắt ra. Còn cái vấn đề mà mình muốn về Phật giới
Thì giống như mình học cửu chương ở đây này, cái gì cũng thật, thật nó đúng tới đâu, biết tới đó thì mới được. Khi đi vào trong cái cõi vô hình rồi, những hình ảnh nó hiện ra những cái gì mình phải biết, còn không biết nó lầm rồi đi theo nó sai, nghe không? Vì thế mà trong cái trở về Phật giới, người ta nói là phải ham muốn thật mãnh liệt, có nghĩa là phải tôi đời này tôi về thôi, tôi không làm gì hết, nhưng mà con đường về phải cho rành. Con đường về giống như là mình học cái bài học thuộc lòng, lúc nào cũng nhớ cái chỗ này thì đi về mới được. Nên nhớ rằng con người ta đi về chết vì cái tưởng, vừa ra nó nói xin lỗi không phải dễ đâu, bao nhiêu cái cạm bẫy ở trước mặt mình, thấy không? Mình phải làm sao vượt qua được cái cạm bẫy của thế giới vật chất này mới đi về được. Chứ muốn về Phật giới không phải dễ. Vì thế mà bắt buộc cái đường về Phật giới anh phải học cho rõ. Tất nhiên là phải bỏ cái tưởng mới về được nha. Anh mà tưởng anh về không được. Vừa tưởng ra thấy, tưởng ở đấy là trật rồi. Bởi vậy thành ra tu đạo Phật, thứ nhất là cái tưởng phải cho đúng. Cho mình tưởng nhưng phải tưởng cho đúng, chứ đừng có tưởng tầm bậy. Thứ nhất là tưởng theo cái ham muốn là chết đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp theo là thưa thầy, mong thầy chỉ giúp con cách tu giải thoát tiện và nhanh nhất ạ. Giúp tu tu giải thoát nghe trong sách ta nói rõ rồi, giúp gì, tự mình chứ. Bây giờ người ta chỉ con đường đi là tự mình đi, chứ giờ nói thầy giúp và con chờ đi. Bây giờ mình buông cái gì mình buông hết đi là mình đi. Bây giờ nó tôi đi mà cái giò nó cột vô cái gốc cột nhà làm sao đi. Đã buông muốn đi thì phải học cho rõ, không ra không ai giúp ai được hết. Ông Phật còn không giúp được, không như tôi là gì, tôi là phàm phu tục tử làm sao mà tôi giúp ai. Đi là tự mình về Phật giới, tự mình đó. Mình ta nói bây giờ trên thế giới này chưa có cái nơi nào mà nói bằng thực tế và con đường về Phật giới rõ ràng như chùa Tân Diệu. Thì giờ nói vậy thôi, giờ chỉ có học cái bài này, đọc cái bài này làm sao mà cho nó thuộc lòng, thuộc giống như cửu chương, ai nói số nào trả lời số nấy, chứ không có cà lâm. Nói ra một là một, hai hai, bảy lần bảy, bốn chín, chứ không phải bảy bằng bảy, bốn tám được. Nó phải đúng cái luật của nó. Thì đường về Phật giới phải vậy. Thấy cái cảnh gì là biết nó như thế nào, bỏ cái tưởng. Thấy biết đúng thôi, đừng tưởng. Thứ nhất đường về Phật giới, cái tưởng mà dính vô là rồi. Ở thế gian này, con người ta chết vì cái tưởng đó. Đi lại cũng vì cái tưởng, mà đi cầu sinh cũng về cái tưởng, thấy không? Đi cái bất cứ thế gian này cái gì cũng phải sử dụng cái tưởng hết, vì cái tưởng mà nó chết, nó kéo ở thế gian này. Còn nếu bởi vì tu đạo Phật là nó sử dụng cái tưởng chính xác 100% thì không bị lầm. Còn nếu không sử dụng cái tưởng mà không đúng là chắc chắn 100% bị lừa. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là tại sao đạo Phật là trùm khắp mọi nơi, mong thầy giải thích kỹ giúp con ạ. Cái người này hỏi đó thì người thường trả lời, Phật tử thiền tông trả lời, Phật gia không trả lời, thiền gia càng không trả lời. Cái câu đầu tiên là Phật là trùm khắp mọi nơi, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Bây giờ ông Phật á, mình ở đây là phàm phu, mà tới thời kỳ khoa học mình còn trùm khắp mọi nơi, huống chi ông Phật. Ông Phật người ta toàn năng toàn giác, còn mình không toàn năng toàn giác, như mình nhờ trợ giúp kỹ thuật của khoa học. Bây giờ nói ở đây Mỹ thấy nghe không, mở máy ra cái
cái chùa Tân Diệu nó nằm bên Mỹ á, lên núi Bà Đen cái chùa cũng nằm ở trển á, mà lên Hy Mã Lạp Sơn cái chùa Tân Diệu cũng nằm ở trển á, không trùm khắp là gì. Có nghĩa mình nói ở đây bây giờ tất cả bất cứ ở đâu trên thế giới này 1 triệu cái máy mở ra đều hoàn toàn có cái chùa Tân Diệu hiện tại đó. Cái chùa Tân Diệu là nó nhờ cái trợ giúp của khoa học, nó chỉ cho cái trùm khắp mọi nơi của một vị Phật. Vì thế Phật muốn hiện đâu là ta hiện ở đó, thấy không? Thành ra mình mới ấy được. Bây giờ vì thế mà khoa học nó văn minh nó cao, nó mới chỉ được cái này thì người ta mới tin. Vì thế mà các vị thiền sư thứ thiệt nha, thiền sư thứ thiệt khắp châu thân anh chỗ nào không máu, chỗ nào đụng cũng có chảy máu hết. Vì thế mà trong kinh Đức Phật có dạy như này, chỗ nào không Phật, khắp nơi nơi đều có Phật, khắp nơi nơi đều có Bồ Tát, chỗ nào không có. Đó, mình phải hiểu cái này rồi mới hiểu cái đạo Phật. Tại sao Thiền Tông phải đến văn minh mới phổ biến ra, còn cái thời Đồ Đồng không giải được, không giải thích được. Vì nó thiếu cái chứng cứ bằng khoa học. Bây giờ khoa học nó văn minh lên vậy mà nói, còn người ta còn không đồng ý thì suy nghĩ đi, thấy không? Thì bây giờ muốn tu theo thì phải hiểu câu Phật là trùm khắp mọi nơi, phải hiểu cái giờ này, chỗ nào cũng có Phật hết thì mình mới hiểu cái đạo Phật Thiền Tông này. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là trong kinh Kim Cang, Phật nói mẹ sinh ra chư Phật chứ không phải thường. Điều đó có ý nghĩa như thế nào ạ? Để nó lặp lại cái gì? Cái câu đầu. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói mẹ sinh ra chư Phật chứ không phải là thường. Cái này á, chữ kinh Kim Cang là mẹ sinh ra chư Phật. Chính cái kinh Kim Cang này nó chỉ cái tánh Phật luôn cho mình là, mà tại mình không biết. Đọc kinh Kim Cang, ngộ kinh Kim Cang thì mình là Phật đó, thì không phải sanh ra mệnh gì. Cái kinh này đẻ chính cái ông Lục Tổ Huệ Năng, ông không biết nha, mà ông đọc kinh Kim Cang, ông nghe là ổng là Phật đó, ổng sanh ra ổng Phật đó. Thì có nghĩa là kinh Kim Cang đẻ ông Lục Tổ Huệ Năng luôn rồi. Cái ông Lục Tổ chỉ là con người bán củi bình thường thôi, mà tại sao ổng là một tổ? Không nhờ kinh Kim Cang thì Lục Tổ Huệ Năng không trở thành một vị tổ đâu. Tổ là gì? Tổ là cận kề với Phật rồi đó. Thì vì thế mà trong kinh Cang thường nói là Kim Cang là mẹ sanh ra chư Phật. Ai đọc kinh Kim Cang ngộ thì người đó gọi kinh Kim Cang là mẹ. Còn anh đọc mà anh không hiểu gì thì chửi kinh Kim Cang đồ ma dương. Muốn chửi, muốn tôn trọng Phật hoặc ma dương thì cũng do cái ông kinh Kim Cang này thôi. Anh học, đọc, anh hiểu là tất nhiên là kinh Kim Cang, nhờ tôi đọc kinh Kim Cang mà tôi hiểu là kinh Kim Cang nói đó, sanh ra một vị Phật, phải không? Còn học mà không hiểu, dục đem đi đốt thì sao? Đem đốt rồi chết rồi, rồi còn chê người ta nữa rồi sao? Đó, mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là nếu người tu Thiền Tông không vượt qua được 3 lần thử của cô hồn và phải theo vào loài cô hồn thì họ phải làm sao để được quay trở về dòng tộc ạ? Bây giờ đó là do mình, tới đó mình không qua được thì đừng có vô dòng tộc, khỏi vô. Đi qua cặm bẫy 3 cái phần này anh qua không được thì đi vô cái đám mà nó lừa anh á. Thì đám đó sao? Đám đó là đám cô hồn thì phải vô làm lính của mấy ổng chứ sao? Làm sao thả cho anh về dòng tộc được? Anh bị lừa, bởi vì người ta nói là tu đạo Phật phải tu cho bằng trí tuệ, những cái gì phải cho hiểu thật rõ, đừng có ai lừa mình hết. Bởi vì tôi nói là, vì kinh Kim Cang có nói là gặp Phật phải giết Phật,
gặp ma phải giết ma. Còn này mấy cô hồn mà anh nghe nó rồi thôi, nghe nó là do cái tưởng. Đi về bây giờ Thích Ca rớt con, này nay con về Phật giới rớt con đi theo, rồi đi theo ổng là chết. Đi đi đường nào, đi vòng vòng hơi cái vô vô nhà ổng rồi ổng đóng cửa rồi thôi, làm sao thoát ra đây. Vô ba cái cửa này là do ba cái đẳng cấp của hồn nó gạt mình đó, không được thì nó đem vô. Giống như ở Sài Gòn nó lừa đó, lừa không được là nó đi, đi nó bắt mình bắt cóc mà, nó chỉ bắt cóc nó đem vô cái chỗ nào mà cái tổ chức của nó. Thì cái thiền tông này cũng vậy, anh đi ra, anh khi mà anh thoát ra được cái này rồi, anh phải không thoát qua được rồi, nó vô tổ chức của nó. Tổ chức của nó là do cái ông nào lừa đó, tổ chức nó là cái gì thì phải vào, phải vào cái chỗ đó. Mình phải hiểu thế giới vật lý này. Trên trái đất, bề mặt trái đất hình hữu hình là vật chất, vô hình là cô hồn. Rồi phải hiểu cho đó, đừng có tin bất cứ gì ở trên trái đất này thì con người mới thoát ra được cái quy luật nhân quả này. Ở trái đất này không hiểu thì 100% chắc chắn là phải theo cái nhân quả hết, không cách nào thoát ra được đâu. Tưởng nó ngồi đó tu 100 năm, anh tu 1000 năm anh cũng chết, chứ đừng nói tu 100 năm. Phải hiểu cái quy luật vật lý này thì mới thoát được cái việc. Mà trong tất cả các tông đạo Phật, duy nhất chỉ có thiền tông mới dám nói cái này thôi. Còn tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú hoàn toàn không dám rớ tới cái này. Vì sao? Vì nó là khởi nguyên, khởi đầu của một cái đạo, nó nằm ở trong thời kỳ đồ đồng. Mà phải cái thời kỳ nguyên tử sau hậu nguyên tử chuyển sau điện tử không gian thì thiền tông mới nói được. Nhớ là điện tử không gian thì mới nói được, chứ còn tiền điện tử cũng không nói được cái này. Vì tiền điện tử giờ cái bằng sơ khởi phát minh, không thể ai chứng nhận này. Mà đến khi mà cái loài người đến tới cái cõi gọi là bây giờ người ta gọi là 4.0, là đi vào cái độ văn minh của nó, bắt đầu đi qua năm có thể nó bị hủy diệt cái trái đất này luôn. Nó văn minh, văn minh lên một chút xíu nữa đi. Giờ suy nghĩ nè, mới có 2 năm nay thôi, giờ khoa học nó tiến triển khủng khiếp lắm. Từ cái máy điện thoại, từ cái tivi, rồi từ cái hiểu biết con người, nó đi về cái nền văn minh hủy diệt đó. Phải không? Bây giờ nó thật đó là hồi xưa mà mình muốn mà cầu truyền hình không phải chuyện dễ đâu. Bây giờ dễ như ăn cơm. Mà cầu truyền hình không phải ở đây Hà Nội là có 1000 mấy trăm cây số, Mỹ cũng làm được, cho nên nửa dòng trái đất cũng vẫn làm được. Thấy không? Không phải đơn giản đâu. Rồi đây là cái gọi là cái nền văn minh phơi bày ai cũng biết. Còn cái nền văn minh kín đáo là cái gì? Là cái đó là nói cái quỷ diệt đó. Không ai nói, ta phải giấu cái này, không có thể đem cái nghề này trưng bày ra trước mọi người được đâu. Đó, thành phải mình hiểu đó. Vì thế mà tu đạo Phật là tu bằng trí tuệ, còn anh không trí tuệ thôi đừng có vô đạo Phật mất công. Thấy không? Thà ở ngoài anh tu thì sướng hơn. Vô đạo Phật, bởi vì Đức Phật nói là 1 triệu người có 1 người thôi. Mà người đó mà còn chắc lọc quá, 100 người mới lấy có 5 người thôi. Nên nhớ khó khăn lắm, chứ không phải dễ đâu. Chứ không phải đơn giản cắm đầu lại rồi cắm đầu cầu xin này kia nọ. Bởi vì cái con người mà nguyên điện tử rồi, con người nói về không gian được rồi, thì hoàn toàn những cái kia không xài tới. Rồi anh hỏi tiếp đi. Con nghe nói khi chết, hồn của mình được đưa lên nguyệt cảnh đài, được xem lại tất cả những việc làm tốt xấu của mình, sau đó sẽ đem xem xét có tội hay phước để đi trả nghiệp. Điều đó liệu có đúng không ạ?
Cái đó là mấy ông tưởng thôi, cái đó gọi là tu tưởng. Làm gì cái chuyện đó? Ai mở cái cuộc họp đó? Tôi không nói ai. Nói rồi đây sẽ có ngày phán xét. Ai phán xét cái này? Đó là tu tưởng thôi, làm gì có cái chuyện đó. Bây giờ xe điểm A qua điểm B, tới điểm B đổ anh phải xuống thôi, chứ không có chạy được, chứ không có dù qua điểm B được phán xét, anh không có chuyện đó đâu. Cái đó là tu tưởng, mà cái đó là cái trí óc của thời đồ đồng. Thời nguyên tử không xài cái đó, thời điện tử không xài cái đó. Cái đó là thuộc về trí óc của thời kỳ đồ đồng, mà ta mới tin, ta mới làm vậy. Mà do cái tưởng con người ta nó mới ra cái này. 84.000 cái tưởng, nó thuộc về cái tưởng 38, chứ không phải là được 4.000 đâu. Thấy không? Dẹp cái tưởng, tất cả gì thiền tông thực tế, không có nói gì. Giống như anh đi mua hàng 10 đồng thì phải trả ta 10 đồng, chứ không có nói đi ra mà rồi kiểm tra, không có chuyện đó. Cái này ta bán bao nhiêu, bỏ tiền nhiều lấy về, có vậy thôi. Đừng có tưởng bất cứ cái gì hết, tưởng là sai. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo, tại sao con người có ở thế giới này ạ? Tại sao ạ? Tại sao con người có mặt ở thế giới này? Cái này cũng như hỏi con người chưa hiểu thiền tông. Phải không? Nó chưa hiểu. Tại đó đầu tiên ta nói rồi, coi cái quyển số 9 lại đi. Tại sao ông Thích Ca vô đây? Ổng cũng ham, ổng ham kim thân Phật mới vô đây. Gốc con người là ở đâu? Gốc con người là ở ngoài kia cả. Gốc con người ở Phật giới á. Vô đây ham mang một kim thân Phật, mà thấy nhà lầu khoái quá ở hoài, chứ cái gì cũng đẹp quá không chịu về. Phải đọc đi, cố gắng đọc lại, đọc quyển số 9 lại, thấy không? Chứ hỏi vậy người ta cười. Vô thiền tông hỏi câu này nó cười. Muốn hỏi á, lấy tất cả kinh sách của những người nào mà giỏi viết ra, móc trong câu hỏi đó ra, hỏi rất hay. Đó, nên nhớ rằng tất cả những người viết kinh sách ra, moi cái này ra hỏi tôi nói cho nghe. Có ông nào nói trúng nói trật tôi nghe, tôi nói hết cho nghe. Tìm đi những cái gì mà có tiếng viết ra, nói từng câu, xin lỗi, 10.000 câu hỏi trong những cái quyển sách này nè. Nói là tôi nói cho nghe. Chứ còn cái chuyện này thì ai tu thiền tông không biết. Đầu tiên muốn vô đây là gì? Mình ở Phật giới thấy kim thân Phật lớn khoái nhào vô, hỏi làm sao đường vô, ổng chỉ đường vô. Vô nhà mình bây giờ vô trúng cái Nam Diêm Phù Đề á, chứ không phải Đông Thắng Thần Châu rồi khác. Mình vô cái Nam Diêm Phù Đề mà ở ông Thích Ca ở 8 tỷ năm, mình chắc 80 tỷ năm rồi mà chưa chịu về đó. Trái đất 10 tỷ năm bể một lần, mà mình 10.000 tỷ năm là mình ở bao nhiêu trái đất, thấy không? Giống như thế gian mà ta ở sập bao nhiêu cái nhà rồi đó mà cũng không chịu đi ra. Phải hiểu, cố gắng theo thiền tông, phải cố gắng học cho kỹ cái phần này. Cái bốn cái câu mà Thái tử Tất Đạt Đa đã đề cập đến trước khi ổng đi ra khỏi hoàng cung. Con người từ đâu đến thế giới này? Đến thế giới này để rồi tranh giành hơn thua, chém giết với nhau, sau cùng chết đi về đâu? Cái câu đó đã thiền tông đã trả lời trắng bóc rồi. Cố gắng xem lại cho kỹ, nghe không? Rồi bây giờ muốn về Phật giới đi như thế nào? Trên thế giới này chưa có cái chùa nào dám dẫn về Phật giới. Giác ngộ còn không biết, huống chi đường về Phật giới, làm sao biết? Đường về Phật giới là cái sau cùng của cái thiền tông này. Chỉ rất rõ ràng con đường mình về đó. Thì học thiền tông cố gắng làm sao hiểu được cái này. Thứ nhất là con đường về,
ở đây tại làm sao dính, mình thoát được cái quy luật này thì mới về được. Còn nếu mình không hiểu cái này thì mình tu tưởng, hoàn toàn mình tưởng là mình chết với mấy cái ông tưởng á. Rồi nói tiếp đi. Tiếp theo, ngộ đạo bằng tánh Phật và ngộ để về Phật giới khác nhau như thế nào ạ? Lặp lại. Ngộ đạo bằng tánh Phật và ngộ để về được Phật giới thì nó giống nhau và khác nhau như thế nào ạ? Ngộ đạo là mình phải chỉ hiểu, là ngộ là hiểu. Chứ ngộ là hiểu, đạo là cái lý thuyết của một ông Phật nói ra hoặc là một vị nào nói ra thôi, chứ đâu có về Phật giới được. Còn ngộ để về Phật giới không được, không đúng. Ngộ Phật giới là hiểu đường về Phật giới, mà anh không về, anh không có phương tiện đi, hoàn toàn anh không về được. Giống như anh ở đây, anh nghiên cứu tất cả con đường đi nước này nước kia rồi, và tôi muốn đến nước đó, là anh hiểu đi à. Ví dụ anh đi Pháp mà nó lên cái lịch đi Pháp đúng thì anh biết. Còn nếu mà anh không biết là tôi đi Pháp nó đưa vào bên Trung Quốc làm sao? Thấy không? Thành ra cái ngộ đạo, ngộ là hiểu. Chứ đạo này nó không phải là con đường, mà nó là lời của một vị giáo chủ dạy ra, gọi là đạo. Anh phải hiểu đó đó. Tất cả ngộ đạo cái gì cũng không có giải thoát được, không có về Phật giới được đâu. Về Phật giới bằng cái công thức khác. Cái công thức ta đã nói rõ về trong Thiền Tông này rồi. Em cố gắng xem lại. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là trong giải đáp ngày 13 tháng 1, thầy nói những vật vô tri cũng có sự sống. Con chưa hiểu vì sao những vật như đất, đá lại cũng có sự sống ạ. Xin thầy giải thích giúp cho chúng con rõ. Bây giờ mình thí dụ cái này nó mới dễ nè. Cái cục đá mà nó chưa chết, nó vẫn sống. Nhưng mà cái phát triển nó rất chậm. Giống như cái cây, nó chưa chết, mình biết nó sống. Mà cái cây nó chết rồi mình biết nó. Vì thế á, mà tại làm sao cái hòn đá nó linh, cái cây nó linh, là do cái này, cái nguyên do này. Tại làm sao cái cây mà nó lâu năm, anh chặt nó giết anh ạ. Là do cái mà mấy cái ông thầy á, ông nhập vô lấy dao chém mấy cây là chém ổng á. Thì ổng có phản ứng, ổng có thần thông mà phản ứng. Thì ổng làm cho mình bệnh hay gì đó. Còn cái hòn đá cũng vậy. Nên nhớ rằng cái hòn đá đó mà thấy nó bóng nó láng đó, là cái dường như thấy nó còn sống đó, thì mấy cái quan hồn mới nhập vô được. Thành ra đá nó mới linh, chứ đá chết nó khác. Mình mới thí nghiệm con người của mình à. Con người của mình mà nhìn thấy con mắt láo liên rồi cái màu da nó tươi tắn vậy đó, thì con người còn sống. Còn con người chết nhắm mắt xanh lét, mắt tay mét rồi, đụng không nhúc nhích, cũng con người nhưng mà nó chết. Thì mình xem cái này, cái kỹ thuật này, thì mấy cái ông vật lý ổng mới hiểu được cái đá sống đá chết. Không phải đá cái nào cũng chết mà cái nào cũng sống. Nó cũng có tuổi thọ của nó. Nhưng mà về cái đá mà nó bắt đầu nó chết thì nó đi vào cái chu kỳ mục rất nhanh. Còn cái đá mà nó sống đó, nó không mục mà lại nó phát triển. À, nó phát triển. Nó rất chậm, nó mình đi á, cái cây á thì mình chạy được 15 mấy số, còn nó đi nó rờ. Trong ở trên thế gian này con gì chậm nhất là con rùa, mà nó đi chậm gấp 1000 lần con rùa thì sao? Trên trái đất này cái gì cũng có sự sống và cái gì cũng có cái chết, theo cái quy luật thành trụ huệ diệt. Cái đất cái đá từ đâu có, nó cũng theo cái chu kỳ thành của nó, rồi nó trụ thời gian, nó hoại, nó diệt. Tất cả sinh vật sống trên trái đất này hoàn toàn không ai qua khỏi cái quy luật này hết. Đó, mình phải hiểu như vậy.
Đá thì cũng có sống mà đá chết, con người cũng vậy, cái cây cũng vậy, muôn thú cũng vậy. Không cái này thoát ra được cái quy luật này. Đi vào cái này thì cái người hiểu phải hiểu về cái vật lý cho sâu thì mới hiểu được. Nếu mà nghe người ta nói sơ sơ rồi mình hỏi thì thật cũng không biết gì đâu. Rồi nó hỏi tiếp đi. Tiếp theo, có những người tu có khả năng xuất hồn. Họ nói hồn họ có thể đi đến những nơi họ muốn, nhưng nếu hồn không thể quay trở về nhập xác họ thì họ sẽ chết. Vậy hồn này là gì ạ? Xin thầy giải thích cho chúng con hiểu. Có những người họ tu có khả năng có thể xuất hồn, và họ nói là hồn họ có thể đi đến nơi nào mà họ muốn, mà nếu như không quay về nhập xác được thì tức là họ đã chết. Vậy cái hồn này là như thế nào ạ? Nói đúng là xuất hồn không phải cái hồn của mình xuất đâu. Cái hồn mình là cái tánh á, làm sao xuất được. Mà nó vô một vị thánh ở ngoài nó nhập vô, rồi nó xuất ra. Của nó mà nó là mượn của mình mà. Mình giống như là cái xe vậy đó. Anh tài xế mượn cái xe anh chạy, thì anh tài xế ngồi giữ cái xe đó là phải im lặng để cho cái ông kia chạy. Cái xuất hồn này không phải là con người xuất, mà do ngạ quỷ xuất. Ngạ quỷ nhập và ngạ quỷ xuất, không phải là ấy đâu. Nó xuất đi, nó xưng lỗi á, nó đã từng làm ngạ quỷ rồi thì cái vùng nào nó biết hết. Nó làm bộ nó xuất, nó đến cái nhà này nhà kia, chứ sự thật nó rành lắm. Nó bởi vì cái con người, bởi vì tôi có con người mà ngạ quỷ á, nó không có bị nhân quả thì nó làm nhiều cái mình không hiểu nổi đâu. Tất cả những người bị nhân quả thì mới sợ thôi, còn cái loài không sợ nhân quả hoàn toàn, nó muốn nói gì nói, nó muốn xưng Ngọc Hoàng còn được, nó xưng ông Thích Ca còn được, huống chi ba cái xuất hồn lẻ tẻ này ông thầm. Thì khi vô thiền tông được rồi mới hiểu rằng cái xuất hồn này là ai xuất. Không, mình không xuất được đâu, mà do cái người đó tu nhập được, nó mời cô hồn nhập được rồi thì cái hồn đó nó xuất ra để nó đi nó làm gì nó trở lại. Thì cái con người đó đó nói đúng ra nó hoàn toàn mê tín mới làm được cái này. Còn người sáng suốt hồn không nhập được đâu. Con người mà vấn đề con người dương quá, không tin bất cứ gì, mời cô hồn không nhập được. Chứ đừng có nói, chứ đừng mướn nó không vô được, nó không phải cái môi trường của nó. Thấy không? Còn người ta nói xuất hồn này kia nó giống như cái ông gì mà ông Lương Sĩ Hằng, xin lỗi, ông bị ta nhập cho làm gì có cái chuyện mà ông xuất hồn. Tôi đã từng tới, tôi học với ông rồi, số 43 đường Nguyễn Biểu, quận 5. Bây giờ ông qua Úc, ông chết rồi. Thấy không? Ông ở trên cái lầu 2 của cái bà cho ông, cái bà Phật tử á, cũng mộ đạo, mời ông đưa lên cái chỗ đó đặng dạy ngồi thiền. Nha, số 43 đường Nguyễn Biểu, quận 5. Trời, tôi xuất hồn cái này là do mấy ông cô hồn nhập vô rồi mấy ông hồn tự ra. Tự ông gì đó, ông ấy ở ông tự đạo diễn hết. Chứ làm gì có chuyện đó. 10 người học có người nào xuất đâu. Lời đó tôi thấy cả trăm người ngồi học, mà tôi hỏi có ai xuất được. Nó không ai xuất được, có mình ổng mà. Rồi tôi lại vậy thôi. Rồi lại tôi đi 4-5 đứa lại ngồi chơi nói chuyện vậy thôi, chứ làm sao có diễn xuất. Rồi đừng có bắt chước theo cái chuyện thiên đại thánh. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo, thưa thầy, nhà con có bàn thờ Phật. Trước con hay khấn nguyện là cho mọi người được giác ngộ hơn con. Thì ngay hôm sau có người xin sách Thiền Tông. Con không hiểu hiện tượng đó là như thế nào ạ? Nhà con có bàn thờ Phật. Lúc trước thì con hay khấn nguyện xin Đức Phật cho con, cho mọi người giác ngộ hơn con.
thì ngày hôm sau có người đến xin sách Thiền Tông, vậy hiện tượng đó là như thế nào? Tất nhiên là mình đang có sách Thiền Tông phải không? Có lập là mình khấn nguyện trước bàn thờ Phật á, là cho mọi người nguyện giác ngộ hơn con, thì ngày hôm sau có người đến xin sách Thiền Tông. Mình phải hiểu thế giới vật lý này nè. Thần là ai? Thần Kim Cang, thần Phước Thiện. Chính ông thần Phước Thiện này là ông ấy đó. Giống như mình ở thế gian này, cái người ưa là Phước Thiện đó, thấy người kia đói quá, nghe nói vừa đó đói đó, thì mình đi tới, mình cho người ta. Thì cái phần này, tất cả những cái mà Thiền Tông công bố ra, người nào mà tu Thiền Tông mà gọi là chánh đáng thì sẽ có thần Kim Cang giúp. Tôi không nói, không nói nhiều cái vấn đề này được. Vì thế mà trường hợp nó mới có cái chuyện vậy, thần Kim Cang xúi tới. Nhưng mà bây giờ hỏi cái ông, cái người mà đến đó đó, tại làm sao ông đến đây? Người đó nói, tôi sẽ nói, tôi nói cái gì tôi nói vậy. Chứ bây giờ mình nếu mà nói ra nó không có đúng. Thấy không? Tại sao mà tự nhiên anh đến đây? Khi mình cho mượn sách á, mình hỏi tại sao ông đến đây? Là cái gì? Thì cái này nó sẽ rõ hơn. Nhưng mà tất cả gì Thiền Tông, thần Kim Cang giúp đỡ. Nó mình phải hiểu cái thế giới này hoàn toàn phải cô hồn nha. Cô hồn cũng dẫn lại đâu. Thần Kim Cang giúp đỡ. Rồi cũng hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Đức Phật Thích Ca văn thành đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Phật Di Lặc tương lai thành đạo dưới cội Lông Hoa. Thầy cho con hỏi, mỗi một vị Phật tại thế đều thành đạo dưới một loại thực vật khác nhau do ngẫu nhiên ạ. Đức Phật Thích Ca thì thành đạo dưới cội Bồ Đề, trong tương lai thì Đức Phật Di Lặc thành đạo dưới cội Long Hoa. Vậy mỗi một vị Phật tại thế đều thành đạo dưới một loại thực vật khác nhau hay là do ngẫu nhiên ạ? Bây giờ cái câu hỏi này nó không rõ ràng. Bây giờ tôi nói vấn đề mà ông Thích Ca ngồi cội Bồ Đề, tôi đã trả lời rồi. Đây là cái hình thức của một vị Phật để lập cái đạo này, chứ không phải là ông vô ngồi đó. Người ta làm ông Thích Ca ngồi Bồ Đề rồi thành đạo dưới gọi Bồ Đề, người ta gọi là Tổ Sư Bồ Đề. Thành Phở cái gì? Ông ngồi ở dưới cội Bồ Đề, ông tu cái gì biết không? Ông tu A-la-hán để tu được đạt cái 18 thần thông của A-la-hán, chứ không phải thành đạo. Thấy không? Như giờ người ta cứ hàng năm ta tổ chức ngày Đức Phật thành đạo, không có thành A-la-hán, để mà có thần thông mà sống lại với cái thế giới vật lý này và sống với cái thế giới vô hình này. Bởi vì thế mà mấy con ma nữ đến với ổng không được, đó là vô hình. Còn con voi hoặc ông vô não đến với ổng cũng không được, đó là nhờ cái lực A-la-hán của ổng là ngồi dưới cội Bồ Đề đó. Là cái này chứ không phải là ổng thành đạo mà ổng ngồi để ổng thành A-la-hán. Rồi người ta tưởng ổng ngồi đó là thành đạo. Bởi vì khi nói ra cái này một cái đạo Phật dường như nó quay toàn bộ rồi lại hết. Nó mình phải hiểu thế này. Bây giờ nếu mà nói ổng thành đạo Bồ Đề, chúng con thành kính thỉnh về, ra làm sao đây? Nếu về thì tại sao ông nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ta đã thành Phật nhiều đời trước tại cõi trời Đâu Xuất, được Phật Diên Đăng thọ ký cho ta, sau này trở lại cõi Nam Diêm Phù Đề, dạy pháp môn giải thoát này. Người ta gọi ông là Thích Ca Văn. Nó là cái cầu vui, cái đầu đuôi câu chuyện của ta vậy. Có nghĩa là ông thành Phật rồi. Thì bây giờ ông xuống đây, không lẽ nói giờ tôi ở trên trời xuống thành Phật, nói không ai tin. Ông phải ngồi 6 năm khổ hạnh, rồng tu khổ hạnh,
tấm thân còn một mảnh xương gầy, bày đặt là làm vậy để mà tạo ra một cái đạo thôi. Chứ giờ nếu mà tôi trên trời tôi xuống cũng ai tin, rồi sao? Trên thế giới này cái thế giới kia, bởi vì cái này, cái phần này nói ra phải đợi cho đến khi lời văn minh không gian mới dám nói cái này. Chứ ngày xưa nói này không ai chịu nổi đâu. Vì thế mà nền văn minh không gian nó nói trắng từ vô hình hữu hình, thì tất cả những cái mà sự thật nó sẽ trả về cho sự thật, không còn mơ tưởng nữa. Đó, cái đó là cái phần đầu, còn cái phần sau gì con lặp lại cái câu này hai ý lận. Cái phần hai. Mỗi một vị Phật tại thế đều thành đạo dưới một loại thực vật khác nhau hay là do ngẫu nhiên? Bây giờ điều hành đạo thì nó đúng là một vị Phật điều hành đạo thì rất nhiều phụ tá, không phải là một mình đâu. Ổng là ông chủ tịch điều hành thôi, còn tất cả ban bệ ổng phải giúp ổng hết. Vì thế mà trong đạo Phật nó mới có 10 đệ tử tiêu biểu của Đức Phật. Ông thì ngồi thiền giỏi, ông thì nói hay, ông thần thông tài, ha. Rồi ông thì mật hạnh, rồi ông thì kêu bằng mật Phật nhãn, nhìn thấy được Phật nhãn là cái ông Xá Lợi Phất á. Vì thế mà trong đạo Phật, ông Đức Phật là có rất nhiều người đệ tử, mỗi đệ tử phụ trách nhiều. Giống như thế gian một quốc gia, chủ tịch nước điều hành các bộ, phải có các bộ giúp ổng mới được, chứ không phải như mình ổng làm được đâu, phải các bộ phụ giúp. Thì một vị Phật cũng vậy, muốn lập một cái đạo thì phải có bao nhiêu phụ tá, mỗi người chuyên môn một ngành, chứ không phải ông Phật điều hành nổi đâu. Nó đầu có nghĩa là ổng chủ trương đề xuất ra đúng ngành nào thì ngành đã lo, nó chỉ có vậy thôi. Rồi câu hỏi này còn nữa không? Còn ý nữa không? Không còn thì hỏi tiếp. Con thấy không? Con thấy còn không? Tức là cái mỗi một vị Phật tại thế á, thì thành đạo dưới một loại thực vật khác nhau hay là do cái ngẫu nhiên ạ? Bây giờ thế giới này gọi là thế giới vật lý. Cái tổ chức của cái tam giới thì nó 12 cái nơi luân hồi, mà nói gọn là lục đạo, là nó xếp 6 phần của cõi trời là 1, ở dưới đất này 5 là 6. Phải không? Đây là nó tự nhiên của quy luật vật lý của nó này. Thì nó mình cái này là không có ai sắp đặt hết, mà nó tự nhiên vậy thôi. Giống như cái dynamo điện nó chạy thì nó phát ra nguồn điện. Điện mình không thấy nó là cái gì hết. Nhưng mà nó vô bóng đèn trắng thì nó là trắng, vô bóng đèn đỏ nó là đỏ, vô cái xe nó là nó cái máy nó chạy, đó đã là điện. Bởi vì thành ra cái này không, nó tùy theo trường hợp mà nó phát ra, chứ mình không có cố định được đâu, thấy không? Thì bây giờ bởi vì khoa học văn minh rồi, tất cả những cái gì mà bế tắc về đạo Phật nó phải đưa vật chất ra thí dụ mới được. Đó là cái nguyên tắc này, chứ còn không phải là cái, nó không phải cố định đâu, là do cái tùy, gọi là trong đạo Phật có là tùy duyên mà biến hiện, không thể biến sai thế giới quy luật này được. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: thưa thầy, con khi ăn cũng nghĩ Thiền Tông, ngủ cũng Thiền Tông, thức cũng luôn nghĩ về Thiền Tông, một ngày không có liên quan Thiền Tông là con khó chịu, con không biết như vậy liệu có tốt không ạ? Tức là một ngày á, dù cho đi đứng nằm ngồi hay là làm việc gì, con cũng nghĩ về Thiền Tông. Nếu như ngày đó không nghĩ về Thiền Tông thì con cảm thấy khó chịu, vậy như vậy thì có tốt hay không ạ? Không đúng. Cái này bị vật lý cuốn. Con tu Thiền Tông mà bị vật chất cuốn con rồi. Do cái tưởng con, nó làm gì có cái chuyện đó. Người ta nói rằng trái đất này nè, con mang hai thứ tánh, một tánh Phật và tánh người. Người ta chửi con đưa tánh Phật ra đỡ.
ăn cắp đồ của con, tính người đập. Chứ không có chuyện mà ngồi đó mà cái đó là con tưởng, con tu tưởng là làm gì nữa không. Bởi vì cái đã tính Phật thanh tịnh thì biết nó vậy thôi, vô thanh tịnh chi, vô thanh tịnh rồi cái, bởi vì ngồi con dám mà trong lúc con lúc thanh tịnh con dám chạy xe gắn máy ngoài đường không? Ta thanh tịnh thì 5 phút sau con vô nhà thương luôn á. Cái đó là con tu tưởng, nó sai hẳn lại với cái đạo Phật Thiền Tông. Về nghiên cứu kỹ lại, chứ đừng có tu kiểu đó là chết à. Vì cái đó mà nhiều người tu Thiền Tông ban đầu nó chết là chết cái vụ này nè. Nghe bà chóp bà nhán rồi tính Phật là tưởng, rồi cái thanh tịnh, rồi cái ngồi thanh tịnh hoài không ai. Tới giờ nấu cơm không chịu đi nấu nữa, sao đây? Tới giờ ăn không có, gia đình nó chửi luôn. Phải sửa lại, phải cứ cho kỹ. Tu Thiền Tông phải tu bằng trí tuệ, chứ không phải tu tưởng. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Cô hồn chỉ làm hoa tiêu giả để lừa những người về Phật giới, nhưng cô hồn có lừa những người đi hưởng phước không ạ? Cô hồn lừa giả hoa tiêu để lừa những người về Phật giới, vậy những người đi hưởng phước thì cô hồn có lừa hay không? Đi hưởng phước hả? Đã hưởng phước mà đâu phải đi con đường về Phật giới đâu. Hưởng phước là trong cái nhân quả thì cô hồn đó thì cũng tốt thôi. Cô hồn hoàn toàn những người ở thế giới trái đất này và tam giới hoàn toàn không lừa, không, nó không xen vô. Nó chỉ lừa gạt mấy cái người đi ra khỏi cái quy luật này, nó mới lừa thôi. Còn anh mà ở đây anh đi đâu kệ anh. Giống như trong cái nhà anh muốn lên lầu cũng được, xuống đất, xuống hầm cũng được, không sao. Anh đi ra khỏi cái nhà thì tôi phải hỏi giấy tờ anh, tôi tìm cách tôi giữ anh lại vậy thôi. Vô thế giới vật chất này không thể đi ra được. Anh hứa vô đây như thế nào? Mà trừ trường hợp anh ra được là anh phải có công đức thật nhiều, không cần ai dám lừa anh đó. Công đức thật nhiều, không có thằng cha nào dám lại gần mình ấy, thì làm sao nó lừa. Hoa tiêu thực xuất hiện liền. Công đức nhiều, hoa tiêu xuất hiện liền. Vừa ra không thấy ai hết. Bởi vì tôi nói là khi mất mà xung quanh không thấy một bóng gì là mình đã tự do rồi đó. Thì chắc chắn là phải đi. Mà nó sáng quá là phải đi, rồi biết rồi. Vừa ra chút xíu là hoa tiêu xuất hiện dẫn đi rồi. Thì không ai lừa được. Cô hồn làm gì có khả năng lại gần mà lừa mình. Nghe không? Rồi hỏi tiếp đi. Chúng con hiện đã hết câu hỏi. Chúng con xin chân thành cảm ơn ạ. Câu hỏi tiếp theo của vị Nguyễn Thị Thêu hỏi: quy luật thập nhị nhân duyên là như thế nào ạ? Quy luật thập nhị nhân duyên. Quy luật thập nhị nhân duyên, phải không? Cái này là cái tổ chức của người ta, 12 nhân duyên. Thì do cái đó là cái dòng mắt xích kéo của nó. Cái đó là cái quy luật riêng, cái mắt xích gọi là mặt xích. Mắt xích của cái quy luật vật lý này gọi là thập nhị nhân duyên. Giống như cái xe gắn máy của con có cái dây sên đó, nó có 12 mắt, nó chạy vòng vòng hoài ha. Là nó đi theo sống cái quy luật này. Con tạo cái gì thì phải vô cái này. Con tạo ác thì phải xuống địa ngục. Con tạo phước dương đi ra. Cái đó là cái nhân duyên. Phước âm ở đây làm xuất sanh thực vật hay là cái gì đó. Tất cả cái gì là trong này nó phải đi theo cái quy luật của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, Thiền sư Trí Hoàng. Thiền sư Trí Hoàng là đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Tại sao cái tối thiểu về pháp môn Thiền Tông không dụng công mà thiền sư không biết ạ? Lặp lại. Tức là Thiền sư Trí Hoàng á, đệ tử của Ngũ Tổ, mà cái pháp mà kêu bằng tối thiểu nhất á, là pháp môn Thiền Tông không dụng công mà sao ông cũng không thể hiểu được ạ? Ông Trí Hoàng, nhưng mà ông thành tựu cái gì? Ông Trí Hoàng á, vị
hỏi này không có ghi thành tựu của vị đó. Đúng là lệ tử của lục tổ, nhưng mà thành tựu của gì? Ý cái hỏi là thành tựu của gì? Ông Trí Hoàng, trong câu hỏi này không có hiểu, không có rõ. Bây giờ Trí Hoàng, tôi nói thiệt lục tổ còn không có biết đường về Phật giới luôn á. Mà muốn về Phật giới phải ông Phật âm thầm dạy ông này đi thôi. Chứ đừng có, các tổ không phải về Phật giới được đâu. Có nghĩa là các tổ có nhiệm vụ, chứ lỗi các tổ thì giống như cái tổ chức xã hội mình là giao liên. Từ điểm A, 36 điểm thì mấy ông giao liên này truyền nhau. Hoàn toàn không biết cái gì trong này, nhưng mà người ta có cái đẳng cấp là người ta kiến tánh giải thoát hoàn toàn. Mấy ông giao liên không biết, mấy ông tổ hoàn toàn không biết giải thoát. Mà muốn giải thoát thì phải đọc được cái quyển giáo lý. Giáo lý Thiền sư Ni Đức Thảo mở ra mới hiểu được. Còn nếu mà Thiền sư Ni Đức Thảo không mở ra thì hoàn toàn thế giới này hoàn toàn không biết giải thoát là gì. Chứ không có biết hoàn toàn không có này. Thì ông Trí Hoàng, đây là cái thuật mấy người ta ra ngộ đạo trong vật lý, ngộ đạo mà thấy được sự thật thôi, nhưng mà con đường về Phật giới hoàn toàn không ai biết. Vì thế mà tất cả 36 vị tổ thiền tông không âm nào dạy công thức công đức. Mà người ta biết công đức nhưng mà ta không dạy được. Vì thế mà nơi gương của tổ Bồ Đề Đạt Ma nói về công đức, phản ứng liền, ông vua phản ứng liền. À, bởi vì mình nói là cái này nè, ông Trí Hoàng thì cũng chỉ là một con người đệ tử của lục tổ thôi, lục tổ còn không biết. Bây giờ tôi mới dám nói thiệt á, cái giác ngộ giải thoát này hoàn toàn mấy ông tổ không dám dạy luôn, không biết, không dạy. Vì sao? Ông biết nhưng mà không có cái tài liệu dạy. Cái tài liệu nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái giáo lý. Tất cả những tôn giáo mà lập ra anh phải có giáo lý thì anh mới dạy đạo đúng được. Còn anh không có giáo lý hoàn toàn anh dạy sai. Các tổ mình tự các tổ ổng biết nhưng mà ổng không hiểu giải làm sao. Mà cái này ông Phật là bí mật truyền theo dòng thiền tông thì làm sao mấy ông tổ biết được. Mà hơn nữa ổng viết bằng kinh vô tự, ai mở được cái này? Đến đời điện tử mới mở được cái kinh vô tự này. Ổng biết ổng lấy cái năng lượng điện ở đâu nhưng mà ổng viết được. Nhưng phải đợi tới cái đời nguyên điện tử mới mở được cái kinh này. Hôm đó tôi có hé là tất cả ai cũng mở được kinh vô tự hết chứ không phải không đâu. Mà tại mình không biết công thức thôi chứ ai cũng mở được hết. Có điện là mở được hết. Đó. Nhưng mà về xưa, ngày xưa đó, Đức Phật lấy cái năng lượng điện này là lấy từ đâu? Lấy từ mặt trời. Thì bây giờ mình mới chứng minh rằng bây giờ không cần xài cái máy phát điện nữa mà lấy từ mặt trời. Thì có khác nào ông Phật Thích Ca mấy ngàn năm trước không? Mấy ngàn năm trước ông lấy bằng năng lượng mặt trời, ông viết ra cái kinh này. Rồi bây giờ mấy ngàn năm sau người ta lấy cái năng lượng mặt trời, ta cũng viết ra kinh kia bằng giấy chữ điện tử. Và tất cả người ta đánh trên laptop là ta đánh bằng điện tử. Có cái laptop nào mà có cái bình mực nào không? Không có. Có điện thôi. Cắm điện vô là muốn bao nhiêu nó ra bao nhiêu. Có khác gì đâu. Có khác gì 2.663 năm về trước đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, cô hồn làm xáo trộn trật tự nhân quả, còn thiền tông ra đời là lập lại trật tự nhân quả là như thế nào ạ? Cô hồn đó không phải là làm xáo trộn nhân quả, mà cô hồn nó nói cho những người sống thời kỳ đồ đồng sống theo cái tưởng. Nhớ là con người thời kỳ đồ đồng phải sống bằng cái tưởng là do cô hồn trợ giúp sống. Chứ ngày xưa con lập ra cái gì mà con linh không ai, họ làm sao linh đây? Chỉ có cô hồn làm linh thôi. Bây giờ thiền tông nó ra đời, nó nói là nó nói trắng ra linh là cái gì, ai làm ra? Gọi là Phật thiền tông là chuẩn lại nói cho người ta biết thôi, chứ không phải nói, nhớ là không phải xóa nha. Thiền tông không phải là xóa, mà ta chỉ nói cho biết, rồi ai muốn tin kiểu gì là tin.
Chứ bây giờ vô đình lại nghe Thiền Tông nói không rồi, không phải. Cái đình là cái gì? Đình là thờ thần. Thì ông tu đậu thần thì phải lại ổng, thấy không? Tu đậu thánh phải lại thánh. Cái đó là nguyên tắc, anh không thể thoát được cái này. Thiền Tông ra đời là nó chỉ rõ rồi. Ai muốn tu cái gì tu. Vì thế mà nước Việt Nam mình có cái câu là độc lập tự do hạnh phúc, tiêu đề của nước Việt Nam mình là độc lập tự do. Mình ở đây là sử dụng hai cái tự do này. Tự do này lấy từ đâu? Lấy trong hiến pháp, điều 24 của hiến pháp. Tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, thấy không? Tự do đạo giáo là cái chỗ này. Chứ đâu phải là nó sai. Nhưng mà tại vì không ai giải thích thôi. Bây giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu giải thích ra nó rõ tất cả. Rồi ai muốn tu gì tu. Anh tu đậu trời thì lên trời sống. Anh tu đậu tiên chết làm tiên. Anh tu đậu thần làm thần. Anh tu đậu thánh thì làm thánh. Ai rầy mình. Tu đậu Phật thành A-la-hán. Tu đậu Phật làm kỹ sư, giảng sư. Nó có hết. Nhưng mà sau cùng này đạo Phật có chỉ con đường 13 trở về Phật giới. Anh muốn về Phật giới thì anh đọc cái, anh học con đường số 13 anh mới về được. Chứ còn số 12 nó cũng còn quay quay ở đây. Thiền Tông ra đời là chỉ rõ thôi, chứ không phải là nói ai, không phải là nói chê ai mà khen ai. Vì nhà nước mình cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo ở đây là tự do nói bằng sự thật. Rồi ai muốn hiểu như thế nào là hiểu. Chứ không phải là nói, bởi vì chùa Thiền Tông trong giờ khuyên không tu theo Thiền Tông là sao? Vì nó phá vật lý, anh sống thế giới vật lý mà phá vật lý anh không chịu nổi đâu. Vì người nào mà gắn bó vật lý nhiều thì không nên tu Thiền Tông. Mà đến nghe rồi về biết thôi, đừng tu. Còn muốn về Phật giới, tạo công đức về, không tu, tuyệt đối không tu Thiền Tông cho tu. Anh muốn về Phật giới, tạo công đức về, có vậy thôi. Mà anh tạo cho thật nhiều rồi, không có ông cô hồn nào phá mình nữa. Bởi vì khi nào anh tạo công đức nhiều rồi, thế giới này là thế giới vật lý, dương thì lên trời, âm ở đây. Công đức không xài để đuổi anh đi ra, bắt buộc. Anh muốn xin ở đây cũng không được đó, tôi đuổi anh đi. Cái công đức này ở bên kia kìa, ở ngoài tam giới chứ không phải ở trong tam giới này. Trong tam giới chỉ có phước đức và ác đức thôi. Còn công đức thật làm ơn sư phụ chạy về bên kia sống, tụi con không dám chứa sư phụ đâu. Nó là nguyên tắc vậy, khỏi cần cầu xin lại lục mà khỏi cần nói thiệt xin, nói thiệt nha. Nếu có công đức vô lượng, đường về Phật giới dẹp luôn. Không ai gạt mình mà làm gì thì tự nhiên nó bay ra ngoài sức hút vật lý mà, thì ra đó có người tiếp đón đó. Mình phải hiểu thế giới này nó là vậy rồi. Không phải tiếp đi. Thưa bác, hoa tiêu của vị Phật tạo ra có màu sắc như thế nào ạ? Thì nói rồi, nó vàng trắng trong, không có cợn, không có cái lợn cợn gì trong đó. Là hoa tiêu Phật của một vị Phật. Còn cái hoa tiêu mà cũng có màu vàng mà nó có ông Phật ở trong thì thôi đừng đi. Ông tới Tết Ca Di Đà cũng dẹp nữa. Ông tới đây tôi giết ông á. Tu Thiền Tông phải gan cái câu này. Ông mà hiện ra tôi giết ông á. Giả mồm. Chưa có cái ai mà dám nói cái câu này. Dịch cái này không phải là tự mình nói mà Kinh Kim Cang đã nói rồi. Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma thì mới đi ra khỏi thế giới vật lý này được. Thấy ổng đẹp trai quá lại còn lại Đức Thế Tôn mới chết rồi. Rồi cảm ơn con vuốt cái đầu, tao đi vô về nhà Đức Thế Tôn ở con. Hỏi nhà Đức Thế Tôn cũng đâu, ôi tao mày muốn đi đâu tao chẩn mày đi. Mày khỏi cần đi làm vậy, mày muốn ăn đi theo tao. Thiếu gì? Ở ngồi đây chứ trên trái đất chỗ nào cúng 5 phút sau, 1 giây sau ông tới, ông dẫn mình đi theo ăn. Khỏa sướng không? Nhà Đức Thế Tôn ở chỗ đó đó. Không cần làm, muốn ăn cái gì ta tới, ta đưa cho mình ăn. Thành cái chỗ trong thế giới vật lý này nó vậy.
có ai sung sướng bằng không? Không chịu làm mà muốn ăn có ăn. Mà trái đất này trong một giây là từ nửa trái đất này qua nửa trái đất kia chỉ có mấy giây thôi, làm sao không đi? Chứ không phải như mình đi chạy bộ không được. Bởi vì khi tới đó rồi, tuy Phật đã trùm khắp nhưng mà cái loài kia nó vẫn trùm khắp được. Mình bây giờ còn trùm khắp được không chi là nó. Khi công bố nguyên khí ra rồi, con người ta vẫn trùm khắp được. Đó, anh muốn trùm khắp không? Lên diễn đàn đi, 5 phút sau mình ở khắp thế giới luôn. Đó, thì mình phải hiểu vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Alo, câu hỏi kế tiếp. Một vị đã triệt ngộ thiền tông, đã kiến tánh, vậy có còn bị lầm đường khi giải thoát hay không ạ? Ở đây kiến tánh nói cho vui thôi. Trong thế giới này, trong thế giới bụi bặm, anh có mắt sáng cỡ nào anh cũng không thấy đường đi vậy. Kiến tánh là nói xin lỗi, ở đây chưa có ai kiến tánh đâu. Hồi đời thế, hồi Đức Phật mà 1250 người mà chỉ có một người thôi, mà trong khi đó Đức Phật đã trợ duyên bằng cái thanh tịnh thiền mà còn không kiến tánh nổi. Mình ở đây nói sẽ lỡ nghe ta nói kiến tánh cũng kiến tánh, làm sao biết mình kiến tánh? Thì bây giờ mình nên nhớ rằng kiến chữ, kiến cái quyền ký, đọc cái quyền ký, biết thấy cái quyền ký đọc được. Chứ tánh Phật đừng có mong kiến, đừng có mong nó tôi ngồi đây rồi, bởi vì nó chết ở chỗ đó đó. Rồi đây, tại làm sao có nhiều người kiến tánh rồi ngày mai ngày mốt cái đi lòng vòng ngoài đường. Kiến tánh gì? Rồi đi nói chuyện tào lao, làm chuyện này chuyện kia, xưng ông này bà kia, rồi kiến tánh cái kiểu đó. Dám không dám kiến tánh cái được kiểu đó không? Cái này thì gọi là kiến tánh đó đó, từ không nói gì. Không, đời Đức Phật mà còn Đức Phật mà chỉ có một người kiến thôi, mà các ông tổ vẫn kiến được, nhưng mà kiến để chi? Để tiếp nhận cái thiền tông này thôi, chứ không phải kiến để làm việc với cái tánh thấy của mình đâu. Có nghĩa là ta hiểu được, bởi vì cái quyền ký nó đã bằng giấy trắng mực đen. Chỉ có cái giáo lý là tuyệt mật, mấy chục phần, 29 phần tuyệt mật nó nằm ở trong cái giáo lý, không để thoát ra được, không ai hiểu nổi đâu. Vì thế mà tại làm sao từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới 30 mấy vị tổ và hiện giờ mấy triệu người tu đạo Phật không ai hiểu cái này. Tìm đi, mấy triệu người trên trái đất này tu đạo Phật hiểu giác ngộ là cái gì không? Hoàn toàn không biết. Thì làm sao mà giải thoát được? Còn cái kiến tánh là sao? Nghe người ta kiến, mình cũng kiến thôi. Nhưng mà tao kiến có, tôi thấy có kiến, nhưng mà Thánh giúp mình đó. Muốn không? Muốn theo Thánh thì muốn theo Thánh thì theo, tôi chỉ cho. Rồi con hỏi tiếp đi. Cô hồn khi nghe được thiền tông mà có ý hiểu và có ý nguyện muốn trở về dòng tộc, vậy họ trở về như thế nào? Có được sự trợ giúp của ông thần hay không? Cái này con nói cho rõ muốn. Tức là cô hồn khi nghe được thiền tông mà hiểu và có ý nguyện muốn trở về dòng tộc, vậy họ trở về như thế nào? Có được sự trợ giúp của ông thần hay không? Không, cái đó là phải do cái ban bệ của cô hồn. Anh muốn trở về dòng tộc phải qua cái thử thách trở lại nha, chứ không phải vô cũng vậy. Vô thì anh phải có đơn từ, anh ra anh phải có cái đơn từ, nghe không? Muốn trở về dòng tộc thì anh phải thử thách bằng cái tổ chức của cô hồn trở lại, người ta mới cho nhập thai. Thì lúc đó ông thần mới nắm anh đi và đem về dòng tộc được. Có nghĩa là anh thoát ra cô hồn trong đó đồng ý rồi thì ông thần quản lý á, bị vô đó, thế giới đó là ông thần không vô được. Ông không được quyền vô cái thế này. Trả lời ông thần mới đem đi nhập thai vào dòng tộc. Coi cái nghiệp mình ngày xưa, trước khi mình chưa vô làm cô hồn, mình là cái gì? Ông mới lật hồ sơ mình lại, coi bây giờ mày hồi đó ở cái chỗ này chỗ kia, giờ mày tới đó làm tiếp,
mày nối tiếp đi vô dòng tộc. Nó rắc rối lắm chứ không phải dễ đâu. Giống như mình vô cơ quan nhà nước làm, vô rồi làm đơn xin vô, được rồi muốn ra làm sao, cũng phải làm đơn xin ra. Chứ không lẽ bỏ đi ra. Nếu mà mình bỏ mình đi ra, nó không có giấy chứng nhận rồi là mình sao? Đi ra mà cô hồn chúa, cô hồn lãnh đạo của vùng đó đó mà không được chấp thuận đó, thì ông thần quản lý không dám. Mà bây giờ đó, tôi đã thả cái ông ba, ông B như này rồi. Giờ muốn trả lời dòng tộc luân hồi, tôi giao ông đó, ông cái nhiệm vụ cái này là nhiệm vụ của ông. Thì ông thần mới nhận rồi bắt đầu ông mới dẫn đi. Ông mới đi kiếm coi cái chỗ nào thích hợp của mình ngày xưa, cái nhân quả của mình. Thì tới đó thụ thai để rồi quên hết những cái kiếp cô hồn đi, rồi ra đây cuộc sống mới. Nó là vậy, nguyên tắc nó là vậy, chứ đâu muốn vô dòng tộc vô đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Con dùng bằng đồng tiền chân chính của con để góp tiền vào in sách hoặc tặng máy thiền tông để tạo công đức, rồi hồi hướng cái phần công đức này cho cha mẹ thì có được hay không? Cái hồi hướng đó, nó được chứ không phải không. Nhưng mà nên nhớ một điều đó. Mình làm bất cứ gì mà có công đức rồi, cha mẹ mình ở đâu? Trong lục đạo luân hồi này cha mẹ mình ở đâu? Nếu cha mẹ mình giải thoát nó khác, mà cha mẹ mình ở trong lục đạo luân hồi nó khác. Thì tự động là nhớ nha. Ví dụ cha mẹ mình làm ở cái sống ở trong cái thế tam giới dục giới đi, là trên đó nó ham hưởng thụ cái sung sướng mạnh bạo á, tự nhiên ổng mới suy nghĩ là nếu không có công đức tự ổng suy nghĩ lại mới sáng lại. Mà nếu mà con cháu hồi hướng được cho mày không, dưới điều kiện phải cho đúng, chứ đừng có vui vơ không được. Thì có một ngày tự nhiên ông có công đức, cái tự ngày có một ngày đó ông mới suy nghĩ là ủa tại sao mình ở đây mà thích vậy này, suy nghĩ lại ha, suy nghĩ lại rồi tự động mình phải trở về cái dòng tộc á. Suy nghĩ lại mà muốn kết ở trên các cõi trời nha, muốn chết sớm hơn được nha, trái đất không được mà các cái loài thấp không được mà các cái loài trời nói được. Có nghĩa là lên A Di Đà hưởng 10.000 năm. Và tôi không muốn hưởng 10.000 năm. Tôi muốn 3.000 năm tôi sợ tôi chạy xuống được, cái đó là được. Nó có cái kỹ thuật. Có kỹ thuật bởi vì con người đó là con người không phải tứ đại, thành ra nó kết liễu đời rất dễ. Con người điện từ nó kết liễu đời rất dễ. Thấy không? Vì cái con người tứ đại không kết liễu được mà muốn kết liễu đời con người tứ đại phải can thiệp của thánh A La Hán can thiệp mới được. Nó mới hiểu thế giới này. Vì thế mà trong lục đạo luân hồi muốn thay đổi cái vị trí không phải dễ, nhưng mà với điều kiện anh lên trời thì anh phải có công thuốc đức thật nhiều thì anh thay đổi được nha. Còn mà ở đây mà hồi hướng công đức thì phải hồi hướng làm sao mà cái người đó nhận được thì công đức có hiệu lực, còn không có thì hoàn toàn không làm cho nó vui. Bố thí sách, bố thí máy mình không hiểu thì cũng không ăn thua gì. Nghĩa là giống như là lấy muối bỏ biển cho nó vui thôi, chứ biển đã mặn rồi bỏ muối chi nữa. Nó là vậy. Muốn hiểu cái này đi, cái này sâu xa. Vì thế mà những cái lần đầu không dám nói cái này, mà phải chín mùi rồi khi nào người ta hỏi cái này người ta mới nói cho mình nghe, chứ không phải muốn làm đâu. Tu thiền tông không phải đơn giản đâu, không phải đơn giản giống như mà cái tu vật lý đâu. Vật lý nhìn thấy người ta lại thì mình cứ lại thôi, rồi xin Phật phù hộ thì cứ lại xin phù Phật thôi. Nhưng mà trong Nam Phật không có phù hộ, mà miền Bắc đó, Phật phù hộ nhiều hơn, bởi vì Phật ngự ở miền Bắc nhiều hơn ở trong Nam. Nghe không? Trong Nam ít Phật đó, ít Phật đó. Từ Bắc ra miền Bắc, miền Bắc Phật nhiều lắm. Tất chùa đều có Phật hết. Vì Phật là trùm khắp mọi nơi, ở miền Bắc nhiều hơn, trong Nam không có. Lâu lâu mới có một cái chùa thôi, còn bao nhiêu không có. Rồi con hỏi tiếp đi. Cái ngã của con người, nó có tiểu ngã, đại ngã. Xin Thầy phân tích hai cái này cho chúng con được rõ.
Ngã là cái ngã chấp của mình, nhưng mà chấp lớn chấp nhỏ là do mình thôi. Chấp mà nghĩa là không ai phá vỡ được thì cái đó là đại ngã đó. Mà bây giờ bởi vì người ta nói là non sông dễ dời mà ngã chấp khó đổi, thấy không? Cái núi đó tôi phá được mà cái ngã chấp phá không được. Cái người mà ở thế gian này mà tu bất cứ gì mà đã dính chết cái đó rồi này, không khó mà phá được. Người ta đi lại, người ta cầu xin lại lục biểu, đụng tới nó chửi mình á, thôi chuyện của người ta mình đừng có chửi lại. Nó lại chuyện của người ta, ngày 500 lại chuyện của người ta, nó lại cỡ nào nó lại, mình lại mình phân tích không được đâu. Cái đó gọi là đại ngã đó, chấp không thể phá nổi mà. Cái núi còn dời được nha, mà cái ngã này không dời được. Đó mình phải hiểu cái chỗ này. Còn tiểu ngã, trung ngã là chấp ít chấp nhiều. Cái tiểu ngã thì có thể phá được, dời được ha. Mà trung với đại hoàn toàn không thể nào phá được cái ngã này. Vì văn học Việt Nam có nói mà, non sông dời đổi mà tánh người khó thay, là cái chỗ này, chính là cái ngã đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Cẩm Lài ở Texas USA hỏi nhờ một người, hỏi dùm một người bạn. Cô ấy là một bác sĩ về Việt Nam và đi tham quan ở tại ngôi chùa tại Đà Lạt có xây 18 tầng địa ngục, và sau khi về nước thì có cảm giác là uể oải, mệt mỏi, không muốn ăn và ngủ cũng không được. Là hiện tượng đó là như thế nào ạ? Tưởng vô cái tưởng của mình thôi, làm gì thấy 18 tầng địa ngục. Tại do cái tưởng mình về mình thấy sợ quá, ra đường thấy chạy xe đụng cái rầm, ngày mai về hết dám chạy. Thì là mình tưởng, đụng là tiện của người ta, còn của mình, làm gì tưởng. Cái này tại vì mình tưởng thôi. Bởi vì vô chùa nó vẽ đủ thứ hết, tại mình tưởng. Nó vẽ là ổng tưởng ra, ổng vẽ rồi mình cũng tưởng theo ổng thôi, chứ làm gì có cái chuyện này. Thấy không? Địa ngục làm sao thấy mà thấy. Nó mình phải hiểu thế giới này nó vì thế mà. Bởi vì cái người ta chết vì cái tưởng này nè. Sống cũng về cái tưởng mà chết cũng về cái tưởng. Nó. Rồi, hỏi tiếp đi. Người theo pháp môn Thiền Tông chỉ cần tu năm chữ ngộ, nhập, Phật, tri, kiến, có phải như vậy hay không ạ? Tầm bậy, tu cái ngộ, nhập, Phật, tri, kiến, đó là mình nói, ta tu năm chữ, mai mốt đi. Cái tượng này Hiệp nó đang làm á, rồi bản đá làm, rồi mai mốt đọc thấy. Giờ nói sớm chi, cái tượng này là cao Đức Phật ba thước á. Rồi cái bản này, ông đưa năm ngón tay nè, tụi con chỉ có bao nhiêu đây thôi, tu có bao nhiêu đây thôi. Đừng có làm tầm bậy. Chùa Thiền Tông mai mốt vô, trước mắt đi vô nhìn cái hiệp, cái này này này. Tôi nói, tu Thiền Tông chỉ có vậy thôi. Rồi người ta sẽ giải thích cho mình nghe, rồi mình về mình tu. Cái tưởng dẹp đi, là đúng với Thành Tông. Nghe không? Để bây giờ trả lời sớm không tốt. Để giờ chừng tháng nữa có rồi, tháng nữa. Rồi chụp hình đi rồi share lên trên mạng. 5 phút sau nửa trái đất nó thấy, nó biết hết. Cái đó có công đức á. Thấy không? Tự nhiên là mình chụp này Zalo cho bạn bè, đây là tu Thiền Tông vậy đó. Người nào làm vậy có công đức á, họ có tốn đồng nào hết à. Chỉ tốn mỗi tháng điện thoại mấy trăm ngàn vậy thôi chứ. Rồi hỏi tiếp đi. Vị Quỳnh Long ở Hà Nội có hỏi như sau. Mặt trời là khói cầu lửa, chịu quy luật sức hút của âm dương. Vậy nó cố định hay là quay theo quy luật ạ? Bây giờ mặt trời nó nằm ở trong tam giới. Tam giới, bây giờ con suy nghĩ nè. Tam giới giống như cái lồng to vậy. Nó quay thì mặt trời phải quay, chứ không lẽ mặt trời đứng. Chỗ sao nó đứng? Mặt trời mà đứng thì nó tan rã liền. Tất cả vật thể gì ở trong thế giới vật lý này, hữu hình vô hình đều phải sống động. Sống động là quay. Con người ta sống là trái tim phải bóp. Còn cái mà vật thể
nó phải quay theo cái quy luật vật lý nó mới hút được. Vật lý là gì? Quay đi là hút vô, còn cái mà nó phát ra nó là dương, một cái âm một cái dương. Vì thế mà tất cả con người sống ở đây, đứng trên mặt đất này phải là con người sanh già bệnh chết, không có ông con nào là không có sanh già bệnh chết hết. Cái cây cũng vậy, con vật cũng vậy, phải theo quy luật này, quy luật cuốn hút vật lý mà. Nếu anh không có cuốn hút vật lý, vì thế mà cuốn hút vật lý thì anh phải đói, bị mang tứ đại mà nó hút mà, trái tim nó bóp hoài, giống như là cái máy nó chạy hoài phải đổ xăng, không đổ xăng thì nó hết xăng, nó chết. Thì mình cũng vậy thôi, thế giới này, tất cả những gì trong thế giới này đều phải quay theo sức hút vật lý hết. Thì nó phải theo, mặt trời cũng không thoát ra cái quy luật này. Vì thế mà mặt trời muốn làm á, thì cũng phải qua một cái công thức của nó hút đạt chuẩn rồi. Bởi vì nếu mà tổ cái bằng có cái máy khổng lồ mà hút tam giới nó khác hơn. Còn mình ở đây cái hút một trái đất á, cái nhỏ, một cái nhỏ mà đi từ trái đất này qua trái đất kia đi bằng 5 bánh sáng, mình sẽ suy nghĩ rồi. Còn ở tam giới không có gì dễ đâu. Mà cái này Đức Phật có đề cập đến trong cái tam giới, trong cái giáo lý, nhưng mà hoàn toàn không cho phổ biến ra. Nó quá đi, nó quá cái hiểu biết của người ta đi. Thôi bây giờ cứ mong khi mà về thành Phật rồi, về Phật giới nhìn thấy biết hết. Bởi vì một vị Phật á, mà coi một tam thiên đại thiên thế giới giống như là trong cái lòng bàn tay thôi. Nó phải hiểu vậy. Bởi vì đạo Phật ghê gớm lắm, chứ không phải bình thường giống người ta hiểu đâu. Không phải ngồi đó tụng mấy câu kinh rồi lại mấy lại đạo Phật, không phải vậy. Đạo Phật là đạo khoa học. Đạo Phật là gì? Giải bày được cái vô hình và hữu hình. Bây giờ nó giải thích được cái vô hình thì mới hiểu được cái tổ chức của trái đất này. Thấy không? Chứ còn không giải quyết được cái hữu hình thì hoàn toàn trên đất này là sai 100%. Không ai là, không cách nào mà làm cho đúng được. Rồi con hỏi tiếp đi. Mặt trăng thì quay như thế nào mà cứ chu kỳ một tháng thì trái đất này nhìn rõ mặt trăng một lần? Mặt trăng thì nó quay theo mặt trời đó. Còn thì để là chi nó tạo cái lực hút. Vậy nó quay tới đâu thì nước nó hút tới đó, thì gọi là nước lớn. Chỗ nào mặt trăng hiện thì là khu đó nước lớn. Nó đi qua thì tới hút chỗ này thì nó bởi vì nó luân chuyển để cho nước lớn nước rộng. Mặt trăng thì tôi đã nói là nó có hai cái nhiệm vụ chánh thôi, nó rất nhiều nhưng mà chỉ nói hai nhiệm vụ chánh. Một là để nó làm cho nước rống nước thủy triều á, để cho cái sự sống của muôn loài trái đất này. Thứ hai nó làm ánh sáng để mà cho các loài sống về ban đêm. Giờ bây giờ có những cái loài, bây giờ cái con dơi ấy, nó tại sao nó sống ban đêm? Ban đêm nó mới bay được, ban ngày nó không dám bay. Ban ngày nó dường như nó mù á, thấy không? Cũng con mắt mà con mắt thấy bóng tối. Vì thế mà các ngành quân sự nó lấy cái hồng ngoại, nó chế bằng, nó lấy bằng con mắt con dơi, nó nghiên cứu từ con mắt con dơi, nó chế cái hồng ngoại để nó đi ban đêm. Khoa học thì phải nương theo vật chất để chế. Giống như ngày xưa người ta chế máy bay là gì? Ta chế bằng cái gì? Nó lấy cái hình ảnh mấy con chim nó ra nó mới chế cái máy bay. Thấy không? Nó lấy từ hữu hình nó mới chế tạo ra, chứ không phải đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Các nhà du hành vũ trụ khi họ bay ra ngoài tầng khí quyển là ra khỏi sức hút của trái đất thì họ lơ lửng, vậy họ nằm ở bầu hoàng đạo nào của tam giới? Đủ ra đó là lơ lửng gì. Bây giờ nếu ra sức hút, nếu ở trong trái đất nó rơi tới cái sức hút nhẹ của trái đất thôi, rồi nó trong đó nó bay thì nó tới đó, nó đứng nó mất cái sức hút mạnh của trái đất, chứ không phải nó ra nó vẫn ở được. Còn muốn đi qua hành tinh khác thì nó phải bay cho nhanh.
nó ra sức hút của trái đất rồi thì nó đi theo tốc ra giữa cái khoảng không, nó vẫn có sức hút nhưng mà rất nhẹ, nó không cản được, thì nó đi theo tốc độ của khi mà nó thoát ra cái quy luật hút, rồi nó bay tới cái hành tinh khác, tới hành tinh khác tiếp nhận nó, là nó bay, nó đi theo, nó bị theo cái động cơ của nó, thấy không? Rồi nó sớm tới hành tinh. Bây giờ mình nói về trái đất đi, cái mặt trăng đi. Ra khỏi trái đất rồi nó vô cái hút hút của mặt trăng nữa. Mặt trăng thì đi từ từ nó thắng giống như trái đất này. Thì cái nào cũng vậy. Vì thế mà ai mà có đi Trung Quốc á thì sẽ hiểu được là cái không trọng lượng. Bởi vì cái vạn lý trường thành á, có cái nơi mà tại sao vạn lý trường thành người ta đi á, nó làm cái sông người ta dịnh nhiều lắm, không lên khoảng chừng 6 cây số thôi, dường như là nó chống chóng dáng, nó mất cái không khí á. Thành nó có nhiều người không dám đi. Tôi lên có phút mà tôi thấy tôi hết hồn á, dường như nó mất của mình luôn á. Nhưng mấy đứa nhỏ nó đi được, mà đi nó phải dịnh cái cây, không dịnh cái cây nó té, thấy không? Mới về ra đó, mới được mấy cây số thôi mà nó mất nó hút á. Vì thế mà máy bay của mình bay á, mà bay dưới 10 cây số á, thì nó bay rất chậm. Muốn phải lên 11 cây số là cái không khí loãng rồi. Bởi vì mà máy bay Boeing 747 nó phải lên cái tầng 11, 12 cây số thì cái tốc độ bay rất nhanh. Nó bay dường như mất cái lực cản không khí, nó bay rất nhanh. Rồi khi mà nó xuống rồi, xuống tới cái không khí đậm mà nó bay rất chậm lại, nó bị cản vật lý mà. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Thì phi hành gia cũng vậy, khi mà anh thoát ra được cái này thì anh đi theo cái tốc độ mà khởi đầu của anh á, qua tới cái hành tinh kia tiếp nhận anh vô. Chứ không, còn cái vấn đề mà cái nó lơ lửng thì nó nằm ở trong sức hút nhẹ của trái đất, nó vẫn còn. Nhưng mà trong đó nó có những cái động cơ để nó điều chỉnh sống một chỗ, chứ không phải nó đứng yên đâu mà. Nó vẫn hoạt động đàng hoàng. Nó có những cái quạt để mà nó làm cho cái trạm không gian là ở yên một chỗ. Nói ở yên một chỗ chứ sự thật nó cản lại cái sức quay của trái đất. Ví dụ bây giờ ở Nga đi, nó phóng lên nó nằm ở trên Moscow đi. Nếu mà nó lên đó mà nếu mà nó không, nó đứng một chỗ thì nó sẽ đi, tự nhiên đi. Thì Moscow quay mà, đi chuẩn khác đi. Vì thế mà nó phải dùng những cái quạt để cho nó kìm lại, đứng một chỗ lúc nào nó cũng nằm ở trên cái đầu của Moscow thôi. Đó. Nó phải có quạt đâu. Nếu mà nó lên trái đất mà nếu mà không có thì làm sao? Thì nó đứng một chỗ là nó đứng một chỗ có nghĩa là trái đất quay mà nó không quay thì nó sẽ sai lệch với trái đất. Mình hiểu thế giới vật lý này nó vậy, bởi vì khi khoa học mà tiến rồi thì người ta mới giải thích được cái chuyện này, chứ còn khoa học chưa tiến thì nói thôi. Anh hỏi về mặt trăng thôi, ông Phật cũng bó tay, ông biết nhưng mà không giải thích được, cái người nghe không hiểu. Bây giờ hỏi cái này thì mình chứng minh thì người nghe mới hiểu được. Còn nếu mà không chứng minh bằng khoa học thì người nghe không biết gì. Rồi con hỏi tiếp đi. Gia đình ông Bàn Long Uẩn, 4 người đều tu theo thiền tông. Ông có phát ra câu: có con trai không cưới, có con gái không gả, cả nhà chung hội họp, đồng bàn lời vô sanh. Cả gia đình đều tự tại chọn ngày giờ tịch diệt gần nhau. Thời điểm đó huyền ký chưa được công bố, vậy gia đình của họ có về được Phật giới hay không? Làm sao về được? Ông nói chuyện vô sanh chứ không phải nói về vô Phật giới đâu. Có là gia đình ông Bàn Long Uẩn ngộ đạo ngộ A-la-hán, nó tôi biết. Bây giờ thì tông ra cả gia đình ông Bàn Long Uẩn là ngộ A-la-hán chứ không phải ngộ thành Phật. Ai hầu lúc đó ai dạy thành Phật? Có nghĩa là tự tịch diệt được. Mà ta tán tháng vậy thôi chứ làm sao giải thoát làm sao, công thức làm sao, lúc đó phương tiện gì để mà tạo công đức đây? Ông Bàn Long Uẩn với vợ ổng với mấy đứa con cô Linh Chiếu á làm sao dạy cái gì cho người ta?
hoàn toàn chỉ hiểu, hiểu tịch diệt là, bởi vì tôi nói đẳng cấp sơ đẳng của A-la-hán là tự tịch diệt. Người ta tưởng ông thành Phật, thành gì? Gọi là thành đạo. Ở trong cái đất này gọi là thành đạo. A-la-hán thuộc về đạo A-la-hán, chứ không phải thành Phật. Thành Phật nó khác. Thành Phật phải đi ra khỏi cái quy luật vật lý này, về cái nơi vô sanh. Nên nhớ rằng trong Phật giới không có sanh, mà vô công đức mình, cái tánh Phật vô đó rồi, rồi nó định hình ra. Tại cái thế giới nó vậy, nó định hình ra, chứ không phải cái nó sanh ra ông Phật. Không phải, bởi đó đâu có vũ sanh. Mình đây có nam nữ mới sanh, có âm dương mới sanh. Còn về đó có âm dương đâu, có điện từ quang không. Thì nó phải quay để nó định hình, vô đó định hình. Giống như mình đây xuống nước ướt vậy thôi ha. À, ước rồi cái gì nó nở ra thành vậy thôi, qua bên kia vậy. Nó định hình ra một kim thân Phật, tánh Phật ẩn vào, rồi di chuyển với tốc độ bằng điện từ quang, chứ không phải sanh. Vì trong thế giới đó mới là vô sanh được, còn thế giới này không có. Nó vô sanh là cho nó vui chơi, không có gì. Trái đất này không có chỗ nào mà không sanh. Thế giới vật lý âm dương mà làm gì không, làm sao có chịu không vô sanh được. Thì vì thế mà gia đình ông Hoàng Long Quẩn, người ta tưởng đó là ông ngộ, ông kêu ông giải thoát. Không phải, ngộ đạo A-la-hán, ngộ đạo từ tịch diệt. Vì thế mà ở Việt Nam mình cũng có cái ông tự tịch diệt được, thấy không? Mà ông cũng nói sẽ là tôi là A-la-hán. Rõ ràng ông xác nhận ông là A-la-hán, ông tịch diệt. Thì tôi có coi lại cái phim đó là ổng cho hỏi tự do, nhưng mà hoàn toàn không ai hỏi, mà có hỏi một hai câu vớ vẩn thôi, chứ hoàn toàn không hiểu. Nếu mà lúc đó đó trong thiền tông mà có người nào tiếp cận mà gọi là Phật gia đó, hỏi, thì ổng mới cứng họng. Chứ còn nếu mà người thường không biết hỏi, làm sao ổng cứng họng được. Vì thế mà lúc đó nếu mà có một Phật gia hoặc một thiền gia hỏi ổng, thì chắc tôi bảo đảm ông cứng họng liền. Mà rất tiếc, bởi vì nay cũng lâu rồi mà ông tịch trước khi công bố quyền ký luôn. Vì thế mà không có hợp. Chứ nếu mà lúc này tịch, nếu mà ông nào A-la-hán thì mấy anh em tới hỏi thôi, hoàn toàn cứng họng luôn. Lúc đó ông bị kêu bằng gì là cứng quai hàm luôn, bệnh cứng quai hàm không nói được. Rồi hỏi tiếp đi. À, tính từ ngày công bố thiền tông thì thiền tông tồn tại nơi thế giới này không quá 100 năm. Và sau thời gian này, người ta vẫn lưu giữ được một số sách thiền tông mà người ta cũng thiết tha muốn giải thoát, học công thức và tạo công đức, thì họ có về được Phật giới hay không? Tới đó làm gì có chuyện công đức. Cái mà thiền tông dừng lại hoàn toàn ở chùa này thì đốt 5 phút sau lúc dường thiền tông vừa dường lợi trái này. Nên nhớ một điều, khi mà tôi không nói cái gì nhiều, khi mà ngày xưa đó pháp môn tiểu thừa của đạo Phật phát đi từ Sri Lanka, Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, khi mà người khác nổi lên, tôi không nói ai, tiêu diệt liền cái này, tiêu diệt sạch trơn luôn. Vì thế mới đây thôi, cách đây cũng chừng 20 năm thôi, vì mà hai cái tượng đá ở Afghanistan, ngày xưa rồi gọi là quốc giáo ở Nha Trang, đạo Phật, mà khi mà cái đạo kia nó nổi lên, tôi không nói đạo nào, đạo Phật phá liền, dẹp liền. Qua đây coi còn có cái ông nào mà gọi là cạo đầu ở đó không, cái nước đó không? Tất cả nó có ông nào cạo đầu mặc áo vàng dám ngồi đâu. Cái này khi mà nó chấm dứt rồi, cái này nó đem mình nó giật, tôi bảo đảm 100%, cái đem mình nó giật, giật toàn bộ hết. Nhưng mà thôi, chuyện trăm năm sau kệ đó, muốn giật làm gì vậy. Chính khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, sang bằng cái nơi Đức Phật ngộ đạo, bây giờ nói cái cây Bồ Đề, xin lỗi, cây Bồ Đề là không phải đó đâu, sang bằng luôn. Rồi bây giờ người ta lập lên, rồi ta móc cây Bồ Đề khác, ta để nó làm gì? Mấy ngàn năm làm gì còn cây Bồ Đề này.
lịch sử nó ghi đàng hoàng sang bằng hết mấy lần chứ không phải một lần đâu. Từ cái Ngọc Xá Lợi hay là từ bất cứ gì của Đức Phật lưu lại đều hoàn toàn dẹp hết, không còn có di tích gì rồi. Nhưng mà nói xin lỗi, di tích này lập lại còn mới có trăm mấy chục năm nay thôi, chứ không phải vậy đâu, tôi biết trước vậy. Bởi vì cái đạo Phật mà mai là cái đạo Phật là nói không có phá vật lý đó mà nó còn vậy. Còn cái thứ mà thiền tông phá vật lý nè, khi mà nó thay đổi một cái là nó dẹp điện. Chứ đừng có tưởng đâu nó là nó tồn tại trăm năm không có đâu. Tôi nói đừng nói chi xa, khi tôi qua đời rồi là cái mồi ngon đó. Bây giờ tôi còn la được thì nó không dám, chứ mà tôi hết la được thôi, không là không thể vững được đâu. Mà bây giờ muốn cái này nó tồn tại thì phải có nối tiếp dòng thiền tông, mà phải có gan, chứ đừng có nói tầm bậy tầm bạ ra, nó bắt xin lỗi, nó bắt nó cộn mất công lắm. Nói phải có sách, mắt phải có chứng, thì vậy cái thiền tông mới ổn. Chứ còn nói kêu bọn mình nói không căn bản, xin lỗi đâu, nó bóp họng anh chi chết liền. Tôi chứng minh rõ ràng chứ không phải là tôi nói ấy đâu. Cái này ông Phật ngày xưa mà không dám nói, ông có thập bát A La Hán ông cũng không dám. Tôi mẹ chưa không có cái thập vào đời, không có một chứ đừng lại. Thấy không? Nhưng mà mình sống đây nhờ cái luật thôi, luật pháp tôi mới sống được, còn không luật pháp xin lỗi dẹp. Thì tới đó làm gì có chuyện tạo công đức nữa, ông lo ông chạy trốn đi. Nghe tới thiền tông là nó giết ông liền á, chứ đừng có nói chuyện. Nghe tới giải thoát là giết ông liền. Ai bị ông giải thoát móc có nhiều tiền móc túi đưa đây tôi. Còn ông móc đây thì tôi trảm ông á, thấy không? Nó mình phải hiểu thế giới vật lý này. Cái thiền tông nó ra đời nó nói trắng ra là không ai làm bất cứ cái gì. Vì thế mà cái thiền tông không tồn tại lâu đâu. Nhưng mà nhiệm vụ của một vị Phật nói ra là phải nói thôi. Ông Phật còn không bảo đảm được. Ông nói là nói mà nó chống quá sao con chạy trốn đi. Con đừng có đứng mà chống nạnh cự lại nó. Nó đập con không còn cái răng xà ăn cháo nữa chứ đừng nói. Nó phải đơn giản đâu. Thì bây giờ nó đúng ra cái nhiệm vụ tôi nói thiệt là khi công bố nguyên ký xong tôi rất mừng. Xong rồi mất còn không thành vấn đề. Chưa công bố mà mình chưa làm xong nhiệm vụ mà giờ công bố xong nhiệm vụ rồi. Còn về tồn vong là do ông á. Ông biểu tôi làm giờ tôi làm rồi đó. Còn cái chuyện mà tồn tại là do ông á chứ không phải tôi đâu. Tôi là con người bình thường mà làm sao tôi dám cãi người ta được. Một mười nói đánh có thể là đánh một người nhỏ nhỏ tôi đánh được chứ mà ông mập quá tôi đánh cũng không lợi chứ đừng nói mỗi mấy triệu người làm sao tôi dám tôi chống lại. Thấy không? Phải hiểu nguyên tắc thế giới này nó là vậy. Thế giới vật lý bằng sự thật. Mình nói rằng sự thật người ta không đồng ý đâu. Vì thế mà Đức Phật mới kèm một câu, nếu mà trường hợp con nói mà nó chống đối nhiều quá thôi. Cái nhiệm vụ con vậy cũng tốt rồi. À, còn truyền đi theo dòng thiền tông này muốn tồn tại nữa là do cái người nối tiếp sau phải có gan. Gan mà đúng luật pháp. Chứ anh gan mà không đúng luật pháp anh cũng chết rồi. Luật pháp là cái gì? Luật pháp là cái bảo vệ tốt nhất cho cái người nói cái này. Luật pháp là bảo vệ cho người nói chân thật chứ không phải luật pháp bảo vệ cho người nói tầm bậy. Đó, mình phải sống cái thế giới này là phải sống vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Những địa danh của đạo Phật ở Ấn Độ, Nepal như Vườn Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lộc Uyển, Câu Thi Na, vân vân. Các Phật tử thường hay về đó chiêm bái. Đầu tiên là vì về tâm linh,
Nhưng mà nơi đó có lưu lại những gì để hướng dẫn cho người ta hướng về chánh pháp hay không? Bây giờ nói về chánh pháp thì chánh pháp nó đã đi rồi. Chánh pháp nó đã đi chỗ, đi ra khỏi nước Ấn Độ lâu rồi. Nó đi từ khi mà ông Tổ Bồ Đề mang đi. Giờ làm sao? Còn Bồ Đề Đạo Tràng thành lập năm nào? 2560 mấy nữa? Không có. Mới có 10 năm nay thôi. Bảo Tràng Bồ Đề mới năm. Còn tất cả như cái những cái cột của vua A Dục làm lại thì nó có. Mà khi nó đã sang bằng lần thứ hai thì vua A Dục mới làm lại thôi. Cái cột cho lớn để nó không phá nổi vậy thôi, chứ còn ba cái lọc dọc nó xe nó đốt hết. Thấy không? Bồ Đề Đạo Tràng mới đây thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Mới có 10 năm tháng giờ. Cái lỗi năm ngoái nó còn xây chưa xong á, nó phải gom tiền từ từ. Gọi là chiêm bái cái di tích của Đức Phật thì đúng. Duy nhất chỉ còn cái núi Linh Thú còn. Những cái nơi mà Đức Phật từng ngồi giảng thuyết còn. Còn tất cả những cái mà lưu cốt hay là cái gì nhà của Đức Phật hoàn toàn mất hết. Cái hang núi Kỳ Hậu Sào Quật còn. Thấy không? Rừng Câu Thi La còn. Đó, nhưng mà nó cũng phải thay đổi. Bây giờ hỏi chứ cái giường Lộc Quyển á, giờ còn không? Của Thái Tử Kỳ Đà giờ qua còn không? Giờ còn có mấy cây trúc lưa thưa thôi. Nó đã qua mất hết luôn. Xót. Cái gì của Đức Phật Thích Ca là nó xót hết luôn. Vì cái chánh pháp nó đã đi qua nước khác rồi. Nó không ở nước Ấn Độ nữa. Nước Ấn Độ, hiện giờ nước Ấn Độ là gì? Quốc giáo là đạo gì? Đạo thần. Nước Ấn Độ quốc giáo là đạo thần, chứ không phải là đạo Phật. Mà hiện giờ tại vì đạo Phật khắp thế giới người ta ủng hộ quá, thì trong đó chính cái người nước ngoài lập ra cái Bồ Đề Đạo Tràng, chứ không phải là người Ấn Độ. Nên nhớ rằng không phải là người Ấn Độ, người khác đến. Trong đó người Việt Nam có đóng góp một công sức rất lớn trong đó. Thấy không? Để mà kỷ niệm thôi. Chứ còn sự thật những cái gì Đức Phật dạy đều hoàn toàn đi hết, không còn ở nước Ấn Độ. Bởi vì tại sao ông không để cái này? Là theo quy luật nhân quả, anh nó phải đi, tất cả cái gì dòng thiền nó phải đi, không lộn xộn. Vì thế mà cái chùa này nó trụ tới thời gian rồi nó phải đi. Hết gì nó phải đi. Cái thiền tông nó sẽ đi, chứ không phải nằm ở đây đâu. Mà đi đâu? Người nào nắm được là phải tâm tài lực trong sáng mới đi nắm được nó. Còn không tâm tài lực đừng có mong mơ rơ tới là chết. Thiền tông này giống như con dao mà không có cái cán đó, mà nó tám cạnh đó. Con dao tám cạnh mà cái nào cũng bén đó, đụng đi, đụng vô rồi biết. Nó mình phải hiểu, không phải đơn giản đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Nói đi. 11 giờ, mình ngưng tới 1 giờ. Một câu nữa đi rồi ngưng rồi tới chiều. Những người theo pháp môn thiền tông và tập thể tu theo pháp môn thiền tông thì có khả năng chuyển hóa được môi trường xung quanh và những người xung quanh mình để tỉnh thức, giác ngộ và giải thoát hay không? Lặp lại. Những người tu theo pháp môn thiền tông và những tập thể tu theo pháp môn thiền tông có khả năng để chuyển hóa được môi trường xung quanh như những người xung quanh mình để tỉnh thức, giác ngộ, giải thoát hay không? Tôi nói thiệt, tu thiền tông mà tập thể là chết luôn. Tôi không dám nói mà vậy, nó đằng này phải nói sao chứ không phải nói bây giờ. Tu thiền tông mà tu tập thể là chết. Tôi nói cho biết trước, gia đình, người ở trong gia đình mình tu thiền tông, cha mình không tu thiền tông mà còn không dám nói thì cái tập thể là sao?
tập thể là đa miệng, nhiều miệng, là mỗi một cái sao đó, rồi nó sẽ chỏi. Bởi vì tu thiền tông là Đức Phật dạy là không lưu dấu vết. Nên nhớ một điều vậy, thì muốn giải thoát là phải vậy đó. Bây giờ tôi mới dám nói à, thì còn cái gì thôi đừng có nói. Nội tu thiền tông không khuyên ai tu. Thứ nhất, không lưu lại dấu vết thì làm gì có cái chuyện tập thể. Tất cả những nơi muốn cái này, muốn truyền theo cái dòng thiền nào, anh phải gan dạ, tâm tài lực anh nổi không? Phá nổi xung quanh không? Thì anh mới làm. Còn đừng có tưởng đâu, ngồi ở đây, tôi nội đây nè, xin lỗi, thì tôi ngậm miệng một cái, rồi cái chuyện gì nó sẽ đến. Bây giờ tại vì có người giữ nhà, nó không phá nó. Không người giữ nhà, nó thành cái chùa quan. Ai muốn làm gì làm. Phải đơn giản đâu. Thành đã bây giờ khuyên, thiền tông ra đời, anh cố gắng anh tạo công đức thôi, đi về, thoát ra cái quy luật vật lý này, trở về nhà xưa, chứ vậy thôi. Còn đã còn ở đây còn rỡ rực, cấu kết với nhau, tập thể này, tập thể kia, chi vậy? Biết đi ra. Bởi vì cái thời gian rất ngắn, thiền tông này nó không có dài lâu đâu. Nói 100 năm là sau cùng nó cũng ấy, về sau, nếu mà có thể có người nào, bây giờ người ta ở trong Việt Nam này, bao nhiêu người ta tu vật lý, mà có mình anh tu này, dám không, dám ngồi tu không? Nên lỗi mỗi người nó tới nó phun anh một cục nước miếng anh cũng chết luôn, chứ đừng có nói vậy. Nhưng mình phải hiểu thế giới này mà. Nó thành ra đừng có nói mà vô thiền tông mà tập thể, chứ mà không, đừng. Cố gắng tạo công đức chạy về, chạy ra thoát khỏi cái nhà lửa này nè. Đức trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là tam giới vô an, du như quả trạch. Trong tay tam giới này không có cái chỗ nào mà yên hết. Đừng có ham mà vô đây ngồi tu, không tu được đâu. Tu cái gì đã, ta cấm cho tu, không cho tu. Cố gắng tạo công đức chạy, có vậy thôi. Bởi vì á, rồi có cái ý thế này nè. Tại làm sao cái vô chùa này tôi để 210 thước vuông. Nếu anh muốn phá, anh phá nhiều đây thôi nè. Có kia của tôi à. Về luật pháp bảo vệ tôi, những cái tài sản bên ngoài là của tôi à, là của dòng họ tôi đó. Hoặc là nếu anh em trong ban quản trị được quyền làm cái này, có phá cái chùa này 210 thước vuông này, thấy không? Mà nên nhớ rằng hồi đó cho thép tôi xây, phá phải đền tôi chứ không phải muốn ấy rồi. Còn đất này, cái chùa này muốn lấy tôi cho lấy, nhưng mà không có đường vô à. Xung quanh là chỗ tôi hết, 210 thước vuông này nè. Tôi đã di chúc cho con cháu tôi rồi đó. Muốn lấy cho lấy, tự thuê trực thăng. Muốn chùa cái chùa này thì phải có chiếc trực thăng bay vô, chứ đi bộ không có đường vô. Tôi tính hết vậy mà cũng không biết có chắc ăn không, cho nên thấy không. Rồi thì bây giờ hỏi vậy thì còn nữa, hỏi không ai thì chiều chiều trả lời tiếp. Họ hỏi thêm câu cho hết cái trang này luôn rồi. Chùa Thiền Tông có xây nhà lưu cốt để cho các Phật tử lưu lại những vật chứng sau này. Thứ nhất là để cho thế gian hiểu. Thứ hai là cho những gieo duyên cho những người thân họ đến viếng thăm mà vô tình ngộ được pháp môn này. Người chết thì có được công đức, theo con hiểu như vậy có đúng hay không? Nếu công đức, bởi vì tôi nói hiểu cái này thì cái người chết mới có chứ không phải đâu. Bây giờ chính nè, thí dụ mà cái người chết ở đây đi, con cháu trả lợi, rồi mẹ bạn nó tới hỏi chứ tại sao vậy, thì nói là hồi đó ba mẹ ông bà tôi tu thiền tông vô đây, hỏi tu thiền tông mà sao vô đây, rồi móc cái tam giới ra đưa trước, móc cái ngũ thú tập cư ra đưa cho nó trước, rồi mất cái quyền ký cho người ta coi, nó tu vậy đó. Rồi mà phân tích ngũ thú tập cư rồi thì người ta ngộ liền. Nếu mà người nào muốn tu thiền tông bao nhiêu đó đã ngộ rồi. Vì thế mà nên nhớ là tất cả các tổ ngày xưa nha, họ tu thiền tông họ ngộ rồi, còn không dám nói ai hết, chỉ có âm thầm thôi.
rồi đi rỉ tay từ người thôi, chứ không phải giờ bây giờ này có cái lo là ông sùm giấu như bây giờ đâu. Tại cái này cái lo là gì? Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hiến pháp cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và tự do phát biểu, nhưng không phát biểu bậy. Đây tôi không phát biểu bậy mà tôi phát biểu rất chính xác bằng khoa học, và tôi sẵn sàng trả lời bất cứ ai hỏi về cái đạo Phật Thiền Tông này, vô hình và hữu hình tôi trả lời hết. Nếu tôi trả lời không đúng, được quyền đuổi tôi hoặc nói tôi cái gì cũng được. Đó, bây giờ tôi làm là có căn bản chứ không phải là muốn làm này làm đâu. Muốn thực hiện cái này 60 năm về trước không làm được, mà phải đợi 50 năm sau mới bắt đầu thực hiện. Phải lên kế hoạch chứ, tính hết chứ. Tính như thế nào khi mở cái này, truyền bá cái này cho ai hiểu, rồi khi mà kết thúc như thế nào, phải tính hết. Giống như mình muốn tổ chức một cái công ty sản xuất ấy, mình muốn cỡ công ty sản xuất, mình phải tính vô. Không tính thì sao, mở ra là nó sụp rồi sao. Đó, mình phải hiểu cái thế giới nó là vậy. Rồi một giờ tạm ngưng giải đáp buổi sáng ngày hôm nay, chiều nay 1 giờ tiếp tục giải đáp. Vị Quỳnh Long ở Hà Nội hỏi như sau: người tu theo Thiền Tông khi ốm đau bệnh tật mà không phải do bệnh vật lý, không chủ trương mời bác sĩ hay đi bệnh viện chữa bệnh, mà họ an nhiên tự tại sống theo mệnh của họ, mà mệnh còn thì vui sống, mệnh hết thì an nhiên đi không sợ sệt, như vậy thì có được hay không? Vậy tốt, phá vật lý tốt. Nếu gan mới đau kệ cho mày đau luôn đi. Còn nếu mà mình có chút xíu la chạy vô nhà thương kêu xe ambulance nó hú còi thôi. Dám không dám tu thì tông là vậy mới là từ gan đó, không? Bởi vì mà mình muốn về Phật giới mà ở đây kệ, ở đó kêu cứu thương cứu một chi. Rồi vậy tốt, cái đoạn đó tốt. Còn ý gì nữa không? Khi muốn về Phật giới thì phải có quyết tâm mãnh liệt, tạo được nhiều công đức trong sáng và biết gõ công thức để về. Thì đúng đúng rồi, về Phật giới thì căn bản phải ba phần: một phải ham muốn về, hai là công đức thật nhiều, ba phải biết công thức đi, chứ đừng đi ra mới vừa ra khỏi cửa có người vũ đi theo chết luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Ngoài ba phần đó thì mình có cần phải tập cho thân tâm được thanh tịnh rỗng lặng hằng chi hay không ạ? Không có thanh tịnh rỗng lặng hằng chi. Tới đó đừng tưởng, chứ không phải thanh lịnh rỗng hằng trần tri. Về Phật giới mới sử dụng cái này. Ở đây tới đây đừng tưởng gì hết. Thanh tịnh là tới đây gọi là thanh tưởng, chứ không có rỗng lặng hằng chi. Nếu rỗng lặng hằng chi thì nó lạc vào cái thế giới bị dụ rồi đó. Tới đây ai nói gì không màng tới là đúng. Nhưng mà cái thanh tịnh mà đi theo cái hướng qua tiêu dẫn mình đi. Chứ đừng có nói tôi thanh tịnh tôi đi rồi chết à. Mình thanh tịnh có nghĩa là mình đã đưa vào cái ngã rồi đó. Thì không thể được. Thấy không? Bởi vì trong tu Thiền Tông này là không nói mình tu nữa, mà nói mình tu là mình kẹt. Nói tôi tu là tôi bị chấp ngã rồi, thì làm sao được. Phải chú ý cái phần này. Bởi vì người ta mới đọc sách sơ, người ta nói không tu cái bắt đầu nói ông không tu mà sao sẽ làm này làm kia, không hiểu. Đó, mình phải hiểu cho rõ ràng về cái, bởi vì cái Thiền Tông bây giờ nó bắt đầu đi vào cái chu kỳ, người ta nói trắng ra. Nói trắng ra những cái gì mà Đức Phật muốn nói mấy ngàn năm về trước mà ổng không nói được. Vì sao không nói được? Vì cái thời kỳ đó người ta không tiếp nhận nổi. Cái đầu của thời kỳ đồ đồng không tiếp nhận nổi cái Thiền Tông này.
Vì thế mà Đức Phật không dạy chứ không gì rồi á, mà đến cái thời kỳ điện tử rồi cũng không được nữa. Tiền điện tử là không có xài, mà phải tới rồi, tới cái đời mà sau cùng, chuẩn bị cái trái đất đi vào chu kỳ sau cùng của nó thì mới được cho công bố ra. Bởi cái thiền tông này nó dữ lắm chứ không phải đơn không? Mình thấy nó đơn giản vậy đó. Bây giờ mình tính này, bất cứ ai hiểu cái này mà vô thấy người ta làm bất cứ gì mình đưa vô một cái, ta chịu không nổi, ta chửi mình liền đó. Này, tao đang lạy Phật chứ không lạy Phật tao đập mày chết. tao đang cúng mà không cúng tao dí mà tao đập mày chết. Nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Giờ hỏi tiếp đi. Khi xưa các vị tổ khi học pháp môn thiền tông có vị phải mất 6 năm, 16 năm, còn có nhiều vị còn lâu hơn nữa thì mới kiến tánh và lưu sức kệ ra được. Hiện nay huyền ký đã được công bố, Phật tử chúng con thì mất thời gian bao lâu nữa thì mới kiến tánh? Đúng ngày xưa đó, cái trình độ dù muốn mấy ông tổ dù có giỏi cỡ nào cái trình độ cũng còn kém lắm. Ổng hiểu cái kiến tánh nhưng mà ổng không giải thích về khoa học được. Các tổ á, hiểu kiến tánh nhưng mà không giải thích về khoa học. Giống như mình biết nhưng mà mình không có cái phương tiện. Vì thế mà các tổ cũng không nói này. Mà nếu ổng có nói thì người ta nói ổng là nói tầm bậy. Nghe không? Vì thế mà cái thiền tông này nó ra đời nó kèm theo chứng minh khoa học thì người ta mới tin. Chứ còn không kèm chứng minh khoa học là người ta chê hoàn toàn hết. Mà nên nhớ một điều, dù có kèm cái gì kèm, nhưng mà một người tu người ta kiến chấp thì chắc chắn người ta không đồng ý. Vì cái người kiến chấp đọc sách không khi nào họ chú ý tới quyển cái chữ. Người kiến chấp đọc sách nhưng mà cái kiến chấp họ ra họ nó che cái chữ đi, thành ra họ không có biết. Đọc xong hỏi quyển sách nói gì không biết. Có nghĩa là đọc không chú ý, đọc cho có đọc thôi, chứ còn thu nhận không hoàn toàn không thu được. Bởi vì cái đầu cái thiền tông này ta bảo là đọc chữ phải đọc từ chữ từ lời, chứ không phải mà đọc ào ào cũng được. Tới đọc cái nào mà không hiểu thì phải dừng lại tìm hiểu tại sao cái chữ này lại ý nghĩa gì thì người đó mới tu thiền tông được. Còn nếu mà không nghiên cứu cho kỹ thì đọc cho vui thôi chứ không nghe. Có nghĩa đọc hỏi hết quyển sách hỏi gì, chỉ hỏi một phần nhỏ họ cũng không trả lời được. Nó khó là khó ở chỗ đó. Vì thế mà mấy người kiến chấp á, đọc sách nhưng mà cái kiến chấp đưa lại cho cái người viết sách, thành ra hoàn toàn không hiểu được cái trong này. Rồi con hỏi tiếp đi. Bố mẹ con theo pháp môn thiền tông có di nguyện là sau khi chết thì hỏa táng rồi gửi cho cốt vào chùa thiền tông Tân Diệu, ở nhà không phải thắp nhang cúng vào ngày giỗ mà thỉnh thoảng có thời gian thì vào chùa thiền tông Tân Diệu viếng thăm, thì như vậy có đúng hay không ạ? Bây giờ để vô cái chùa thiền tông Tân Diệu đúng, nhưng mà cái ngày cúng như gì, thắp nhang cúng ai? Có nghĩa là nên nhớ rằng khi đã tu thiền tông để rồi thì cái ngày mà cái kỷ niệm ngày mất á, là kỷ niệm mời con anh em bà con lại, rồi ngày này ba mẹ tôi chết gì đó đã là kỷ niệm thôi, hoàn toàn không có cúng, hoàn toàn không cúng. Đã giải thoát rồi không còn làm hình thức của thế giới vật lý nữa, nhớ là xong rồi không hoàn toàn cúng. Mà cái ngày đó được quyền làm kỷ niệm mời tới, năm nay là năm thứ mấy, nói gì cho biết thôi. Mà mình mời mình phải lựa nha. Cái người mà vật lý đừng có mời, mà mời thà là ít đi, 2-3 người biết thôi, người nào hiểu mới mời, còn không mấy hiểu thôi. Chứ còn mời mấy cái ông mà vật lý vô, ông ăn mà ông còn chửi đó, ông ăn ông còn chửi mình đó, thì thôi, đã ông bao ổng ăn mà ổng còn chửi. Mà chửi thì mình không ăn thua gì, nhưng mà đều ổng mang cái nghiệp, mang cái nghiệp này, mang cái nghiệp chửi thiền tông
thì nên nhớ là nó quay một cái hàng tỷ năm mới trở lại làm người được, chứ không phải nhỏ đâu. Mà bây giờ mình nói ra thì cũng không được, bởi vì người ta kiến chấp mà do mình mời mà không lựa người. Người ta chuyên môn cúng tụng mà mình mời người ta đi ăn cái đám giỗ mà gọi là không cúng thì sao? Thì đương nhiên người ta phải có cái ý rồi. Tại nó tự nhiên, thế giới này nó tự nhiên như vậy, rồi mình phải cố gắng, thà làm nhỏ thôi, anh em trong nhà thôi. Còn người nào hiểu thì mời, không hiểu thôi, chứ đừng có làm gì. Thế giới vật lý là người ta tới đó rồi phải kêu thầy cúng nữa. Trời đã chết mấy chục năm rồi còn lại kêu lại cúng nữa, cúng cái gì? Nó mình phải hiểu cái thiền tông, hiểu cho thật cặn kẽ mới được. Còn hiểu lơ mơ mình vô đó là mình kẹt. Câu hỏi kế tiếp là: thưa bác, một người xin cấp bí mật thiền tông để được truyền thiền thì phải đạt được 4 phần như sau. 1. Phải có bài kệ trên 12 câu nói lên sự giác ngộ thiền. 2. Bài kiến giải nói lên sự ngộ thiền của chính mình. 3. Trả lời được 26 câu hỏi quy định, đạt trên 60%. Thứ tư là phải vấn đáp đạt. Như vậy cho con hỏi, nếu lần đầu tiên kiểm thiền vấn đáp không đạt thì thời gian bao lâu mới kiểm lại? Thế này là tùy theo cái ban kiểm thiền. Thí dụ cái ban kiểm thiền bây giờ nó đang có 10 người, mình không được thì nó quay trả lại, nó đê là sau lưng á, thấy không? Mà cái ban kiểm thiền giờ đang phụ trách 100 người thì còn phải đợi tới con cổ gõ, nghe là không đạt phải quay sắp hàng trở lại, nghe không? Giống như hồi đó gì đó, ta sắp hàng, ta kêu con không có tên thì ta bỏ đi, thì bắt đầu con phải sắp hàng lại. Thì cái này không nói cái thời gian được, mà thời gian có thể hiện giờ theo tôi biết á, có thể gần nhất là 6 tháng mới được mời trở lại, hoặc là có gửi hồ sơ tới thì cũng phải 6 tháng sau ít nhất, còn nếu lâu thì cũng phải cả năm, 2 năm trời. Vì hiện giờ thiền tông người ta đã hiểu, người ta tu rất đông, vì thế mà cố gắng tất cả những người mà dự thi thiền tông này cố gắng làm cho nó chuẩn xác, chắc ăn thì mới nộp, còn không chắc ăn đừng có làm qua loa. Vì cái người mà ta kiểm thiền đó, ta kiểm ở trong mấy cái quyển sách, mà đặc biệt là ta kiểm trong cái quyển số 9 và cái quyển số 10. Hai cái quyển này cố gắng đọc cho kỹ. Nếu mà trường hợp mà không đạt thì không, đừng có năn nỉ mất công lắm. Năn nỉ sao? Năn nỉ đây đâu phải là cái chỗ ăn hối lộ đâu mà năn nỉ. Không được thì ta dẹp, dẹp rồi mình ta báo cho mình biết là không được, thôi làm lợi phải nạp lợi, sắp hàng lợi. Thì sớm nhất cũng 6 tháng, mà trễ nhất cũng phải 1 năm, năm mấy á. Nhớ một điều là không đạt đừng năn nỉ. Thiền tông không có vụ năn nỉ. Thiền tông dứt khoát như cái máy. Không được thì nó quay một vòng nữa. Nha, muốn dự thi cứ đúng một vòng. Mà tùy theo cái người dự thi nhiều ít. Ví dụ 100 người thì mình sẽ sắp hàng 101. Nha, mà ta 200 thì cũng vậy. Thì cái này là không trả lời dứt khoát cái thời gian, mà tôi nói hiện giờ ít nhất phải 6 tháng sau hoặc 1 năm sau. Rồi con hỏi tiếp đi. Có một vị tên là Dương Văn Lộc có hỏi như sau: tổ chức ban bệ trời tứ thiên vương là như thế nào ạ? Giống mình ở đây tổ chức một cái tập đoàn vậy đó. Thấy không? Một ban bệ trời tứ thiên vương giống như một cái tập đoàn. Và mình ở đây gọi là tập đoàn xây dựng, ở trên đó gọi là ban bệ xây dựng các hành tinh. Nó vậy thôi. Tại người ta, ông Phật sử dụng là cái ban bệ, thì dân mình ở đây gọi là tập đoàn. Hai cái này nó giống nhau.
Dạ thưa bác, cho con hỏi một câu. Mà trước khi hỏi thì bác có cho hỏi không, để con nói một cái. Tại con là người dân tộc Campuchia sống ở Việt Nam. Cái thứ nhất, cái thứ hai là con không có đọc sách, nhưng mà nghe thôi. Bác có cho hỏi thì con đọc, con hỏi. Mà hỏi trong nội dung trong 11 cuốn sách, không có đi ngoài trong đó. Mời anh hỏi. Dạ thưa bác, cái điện từ quang nó như thế nào? Điện từ âm dương thì con biết, cái điện từ quang nó như thế nào mà con thấy nó kỳ kỳ, mà không biết nó nằm trong cái dạng mà nó có thể là nó cái dạng mà nó biến thể của cái điện từ âm dương mà nó ra cái điện từ quang hay không? Nhờ bác giải thích rõ ràng cho con hiểu cái phần đó hơn. Thế cái phần này đưa ra cái ví dụ con mới biết. Bây giờ cái biển Thái Bình Dương mình á, phải không? Nó là trời trong mây tặng. Mà nếu có một cái cơn bão rồi nó cuốn hút thì chỗ đó nó còn trời quang mây tạnh nữa không? Nó sẽ không còn. Nó là do cuốn hút của lực âm dương nó mới đi. Thì cái mà cuốn hút đó nó gọi là, cái cuốn hút đó nó gọi là điện từ âm dương hoặc là không gian âm dương. Còn bên ngoài của nó đó thì nó là không gian thanh tịnh, ví như là điện từ quang. Có nghĩa cái vùng nào mà nó hút thì người ta gọi là âm dương cuốn hút. Nhưng mà nó cuốn hút bởi điện từ, chứ không phải vì khoa học chưa có biết trong không gian này có điện từ. Nên nhớ rằng khoa học chưa biết trong không gian này có điện từ. Mà khoa học nó nói trái đất này nó quay được, mặt trăng quay được là nó nhờ lực hấp dẫn kéo đi. Mà hỏi nó lực hấp dẫn cái gì chưa trả lời, khoa học chưa trả lời. Thì bây giờ trả lời với con cái câu điện từ quang. Từ điện từ thanh tịnh mà nó di chuyển, nó trở thành điện từ âm dương. Di chuyển xuống gọi là âm, di chuyển lên gọi là dương. Hai cái này nó cuốn hút nhau, nó mới sanh hóa. Vì thế mà trong thế giới này gọi là thế giới sanh hóa nhất âm dương, mà nó cuốn hút theo cái quy luật của nó. Tất cả những cái gì di chuyển đều có cái lực. Giống như cái xe con để trong nhà không quy luật nha, mà con ra ngoài đường con chạy phải đúng cái quy luật lưu thông. Nó là vậy. Con hiểu không? Có nghĩa là trong cái điện từ âm dương này chính là cái điện từ quang, nhưng mà tại nó chí động thành nó là âm dương, nó dừng lại nó là điện từ quang. Cái đó là giải thích cho hiểu vậy thôi, chứ còn sự thật bên trong của nó đó, nó cả một cái vấn đề, cả cái hệ thống điện của nó mà. Mình mới hiểu là cái điện này giống như nhà máy nó phát điện ra, mình chỉ là điện thôi chứ mình đâu có biết nó là sao. Đụng nó giật, không đụng nó không giật. Nhưng mà nó chuyển qua bóng đèn hoặc là hình ảnh gì thì ăn thua. Nó biến thể từ theo cái màu sắc, cái dạng đó là do cái biến thể, do cái tưởng con người làm ra. Đó, thì trả lời cho con biết là điện từ quang đứng yên là quang, quay là âm dương. Hiểu không? Ai ở trong cái âm dương này phải chịu cái quy luật nhân quả của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, nếu mà điện từ quang, một con người mà cảm nhận điện từ quang nhiều thì người xung quanh nó có ảnh hưởng gì không? Trong điện từ, trong con người mình có điện từ quang nhưng mà mình không biết. Dù có nói cũng không biết. Vì thế mà ai cũng nói là con người có Phật tánh, ai cũng có Phật tánh, mà không hiểu Phật tánh là cái gì. Mà bây giờ nói là Phật tánh thanh tịnh, thấy nghe nói biết, nhưng mà chỉ biết trên cái ngôn ngữ thôi, chứ không có biết trong cái thực tế được. Vì thế mà tất cả nói tôi kiến tánh là ông xạo. Từ Đức Phật tới giờ chưa có ai kiến tánh được hết, mà chỉ mấy cái ông kia, ông tổ gọi là nhận định được thôi, nhận được thôi chứ không kiến tánh. Cũng như bây giờ tụi con lại đây con học, bây giờ nói là tôi biết cái tánh Phật rồi đó. Hỏi gì? Thấy nghe nói biết. Con chỉ lặp lại trong sách vở thôi, chứ
Chứ còn cái thấy thanh tịnh làm sao con thấy được? Cái nghe thanh tịnh, cái nói thanh tịnh làm sao con biết? Con chỉ nghe bằng danh từ thôi, hoàn toàn không, thực tế không được. Chỉ có các vị tổ mới cảm nhận được cái này. Vì ngày xưa đó, mấy ông tổ đâu có giảng như bây giờ. Ông Lục Tổ Huệ Năng, ông đâu có biết cái vụ này đâu. Mà khi mà ông nhận được, ông hiểu. Ông chỉ nhận được, ông hiểu thôi. Thấy không? Chứ hồi xưa mà nếu mà cái này nó phổ biến ra thì thiếu gì tổ. Bây giờ tất cả những người hiểu cái này, những cái ký tự đưa ra, những cái hành động đưa ra, người ta biết hết thì là tổ hết rồi đó. Nhưng mà không được, thời này không được làm tổ. Bây giờ anh tu giờ 50 năm mà anh không hiểu cái này thì cũng là phàm phu thôi. Anh không tu ngày nào nhưng mà anh hiểu cái này, anh là một vị thánh đó. Tôi không nói thánh tăng mà nói vị thánh đó, chúng mới nhỏ đâu. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Còn nếu không hiểu cái này thì nói đúng đó, đừng có xưng tôi là kiến tánh, đừng có xưng. Không có kiến tánh nổi, làm sao kiến tánh nổi. Có nhiều người họ xưng cái này nè, họ lạm dụng, biết sao không biết. Nhưng mà thôi mình cũng nói ta, tao không kiến tánh, nói cho ta vui thôi. Chứ kiến tánh sao kiến nổi, thấy không? Người ta kiến tánh sao cái quyền ký chưa công bố ra, ông không kiến tánh đi. Khi giờ lại công bố quyền ký là anh mới kiến tánh. Rồi con thắc mắc hỏi tiếp đi. Con có câu hỏi thứ hai. Cũng như cái ông tổ nào thì con không nhớ, nhưng mà có một cái câu á, là bà bán cơm á, là bà bán cho ông tổ đó giảng kinh Kim Cang đó. Là bà bán cơm, bà có hỏi ông tổ mà giảng kinh Kim Cang đó là quá khứ tâm bắc vị đắc, rồi hiện tại tâm bắc vị đắc, rồi vị lai tâm bắc hạ đắc. Nhờ bác giải thích dùm ba câu đó dùm con. Cái phần này là của cái bà bán quán ở dưới chân núi Long Đà ở bên Trung Quốc. Một ông Đức Sơn, ông xưng là Thiền sư Đức Sơn, là người chuyên giảng kinh Kim Cang 20 năm. Ông mới đi tới chân núi Long Đàm để lên mà đấu chắc với ông Sùng Tín. Ông Sùng Tín tuyên bố rằng muốn thành Phật không tu mà vẫn thành Phật được. Ông Đức Sơn này ông nói đó, trong kinh nói là tu 3 lần vô số kiếp còn chưa thành Phật. Ông nói là tức tâm là Phật. Tôi lên tôi đốn ông vậy thôi. Tâm mình là Phật. Ông này không chịu. Tu mấy lần 3 vô số kiếp mà còn chưa biết cái tâm mà ông làm gì ông nói cái này. Thế mà ông mới lên gặp cái bà quán, thì bà quán thấy ông gánh một cái gánh kinh. Hồi xưa không phải đọc cái quyển sách như mình đâu. Thì ông mới hỏi bà quán, bà dọn cho tôi mấy món điểm tâm. Đây là cái câu dính vô con chim càng. Và chủ quán mới nói đó, bây giờ tôi hỏi thầy một câu, nếu mà thầy trả lời được á thì tôi cúng dường bữa cơm này, và đồng thời tôi tặng cho ông một số tiền. Ông kia mà tôi giảng sư mà nghe nói là ông phái quá rồi. Thì bà hỏi vậy chứ thầy điểm tâm, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, vậy thầy điểm tâm nào? 3 thời. Ông Đức Sơn ông cứng họng. Rồi sao? Một giảng sư lừng danh bị cái bà quán hỏi một câu ông cứng họng. Đó là cái câu chuyện đó đó. Đó là câu chuyện giữa ngài Đức Sơn với cái bà bán quán ở dưới chân núi Long Đàm. Mà trên núi Long Đàm thì có cái đạo tràng của Thiền sư Sùng Tín. Thấy không? Đó câu chuyện con hỏi nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con hết câu hỏi rồi. Cảm ơn bác. Có lần con nghe bác giải thích là khi gơi thẳng là đúng về Phật giới, gơi nghiêng là quay lại dòng tộc. Lần sau thì có nghe bác giải đáp
thần khi thần cho qua cửa ải luân hồi rồi thì không trở lại luân hồi được, mà chỉ vô loài cô hồn chứ không về Phật giới. Vậy xin bác giải thích rõ để cho con được hiểu. Cái câu này phải hiểu thế này nè. Ở trong cái thế giới này, nhân quả luân hồi là do ông thần quản lý. Mà ông thần quản lý, ông thả rồi, ta không cho mày luân hồi nhân quả nữa, mày đi về đi. Nghĩa là ta không bắt buộc, có nghĩa là thả chưa ra khỏi quy luật luân hồi nha, mà tôi thả ra cái quản lý luân hồi thôi. Ông thần quản lý nhân quả luân hồi là tôi thả mày về đó, tự đi về đi. Đó rồi gọi là ông thần ổng giữ lại, ông thần ổng thả. Nhưng mà bây giờ có thả đó, bây giờ giống như ở thế gian, cái người đó bị ở tù, cái ông quản giáo ông thả nó, giờ tao thả mày ra tù rồi mày về đi. Rồi sao? Đi ra ngoài gặp mấy thằng cò nó chặn đầu nó dụ đi. Đó là vậy thôi. Còn cái bên kia cũng vậy, ông thần quản lý rồi nhưng mà ông qua tay mấy ông thánh, mấy ông thánh gạt, gạt để đi vô nhà ổng chứ không có làm gì trời đó. Nếu mình được thì đi về luôn, còn không thì vô thánh nha, chứ không có vụ đi vô, đi về dòng tộc được đâu. Nhưng mà ý hỏi câu này có phải vậy không? Tôi cắt phân kĩa vô này thôi. Thấy không? Đã quyết định trong thế giới vật lý này, anh tạo cái gì, anh phải muốn cái đó thì người ta mới thành tựu cái đó. Chứ anh có, anh nghĩ có tiền rồi mới tôi đi Tây, chúng nói tôi đi Tàu rồi sao được? Tây là Tây, Tàu là Tàu, cái gì phải cho nó rõ ràng. Chứ không phải ngồi đó rồi nói tùm lum không có được. Cái gì phải quyết định, luật nhân quả luân hồi vậy, thực thi ông thần muốn đi đâu là nó đã cấu đúc kết rồi, thì ông thần nhìn thấy cái đó, thì ông thần thực thi nhân quả, đến chỗ đó liền. Thấy không? Lên đó đi hưởng hết rồi trở lại đây làm người đi, rồi muốn tiếp. Chứ không có thể là một, bởi vì trong cái đạo Phật mà có cái câu chuyện mà phước huệ song tu, đây là nói tầm bậy. Phước là quyết, huệ là huệ, chỉ làm gì hai cái song tu được. Nói chuyện tầm bậy tầm ba. Phước là anh đi tu lên cõi trời hoặc anh ở đây làm người giàu sang. Có huệ là gì? Là Phật nhận. Cái huệ này là tu để làm cái gì? Người ta tưởng tu cái huệ để thấy này, huệ là thấy cõi âm. Một là anh đi giảng sanh ra đây, hai là anh làm cô hồn đó. Nó cho biết cái huệ ở đây, thế giới này, cái huệ ở đây gọi là cô hồn đó. Muốn nào? Muốn giảng sanh hay muốn làm cô hồn? Phải chọn, chứ không có địa vụ mà phước huệ song tu. Tại ta không hiểu cái huệ là cái gì. Cái huệ huệ của ông Phật nó khác, huệ bằng Phật nhãn nó khác, cái huệ bằng cái tánh người nó khác. Huệ bằng tánh người chỉ thấy cõi âm là thấy loài cô hồn thôi. Còn cái huệ của ông Phật là thấy cả trời vậy, cõi trời và các cõi ở đây và các cõi khác nữa. Cái huệ một người Phật nó khác, cũng giống như cái bóng đèn pin nó khác, một cái bóng đèn pha nó khác. Đèn pha nó 500 V, nó thấy bao nhiêu, còn đèn pin có 3 V, nó cũng thấy nhưng mà thấy rất nhỏ. Cái huệ mà nói là huệ của cái đèn pin hay là huệ của cái đèn pha, nó phải phân tích cái được cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Có lần con nghe bác nói khi cuối đời mình tạo công đức mà có lỡ nổi sân hay chấp gì đó thì ông thần cũng không bôi đen công đức. Đó là vì sao ạ? Bây giờ đó, mình trong tánh Phật của mình nó chứa công đức nhiều rồi đó. Thì bởi vì tại sao mà nói thiền tông anh phải ham muốn thật mãnh liệt. Khi mà anh có công đức rồi mà anh làm lem nhem ở thế giới này là ông thần không cho anh về đâu. Đủ chuyện hết mà. Nó có công đức mà nó không chịu về, nó làm đủ chuyện hết rồi nó cho ở lại. Chỉ trừ trường nào mà có công đức mà muốn dứt khoát về thì ổng biết cái tuổi thọ của mình bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng để chết, thì những năm tháng sau cùng ổng không có bôi cái công đức này để cho mình đi về. Đó là cái nguyên tắc nó chỉ vậy. Chứ còn tất cả những điều có công đức càng nhiều càng tu không biết, nhưng mà còn ham ở đây thì ổng hoàn toàn bôi luôn. Ngày mai chết, bữa nay có công đức ổng cũng bôi luôn, ổng không thả đâu.
Thế giới vật lý nó là vậy. Cái đây á là mình không biết làm sao, chứ điều lệ của một vị thần thừa hành tuân thủ rất nghiêm trong cái luật của loại thần. Giống như mình trong ở đây trong quân đội thì phải phục tùng lệnh trong quân đội, phải một cách nghiêm khắc, chứ không phải là dân sự đâu. Dân sự là học khác, dân sự là nghe không nghe thôi, chứ còn trong quân đội một là luật sắt đấu danh đó, anh chịu nở đây không chịu thôi, vậy thì mới đánh giặc được chứ. Chứ trong quân đội mà chỉ có một cái anh mà nhát thì thôi, nguyên cái đại đội tiểu đội đó là chết liền. Gan thì phải gan hết, còn nhát phải nhát hết. một tiểu đội 10-12 người, có thằng rút lui rồi, 11 kia đâu dám chạy tới đâu. Cái luật nó sai rồi, đấu phương nó thấy là mình thua rồi, thấy không? Thế giới này nó là phải vậy, phải hiểu cái này. Thiền tông nó cũng vậy á. Thiền tông này phải dứt khoát, anh muốn về là không, còn anh không muốn về không ai cản. Không muốn về thì ở đây muốn làm gì làm, mà là thì ta chiều anh. Giờ sau cùng anh phải, anh ở đây anh làm phước thì phải ở đây anh hưởng cái phước. Phước dương thì đi lên, phước âm thì ở đây, chứ làm sao anh thoát khỏi được này. Bởi vì trong cái luật nhân quả của vị thần thi hành luật nhân quả rất nghiêm, không có vụ mà cúng tụng mà cầu xin, mà không có cái vụ mà cúng mà xin lỗi tha tôi, không có chuyện không có ai tha đâu. Đừng có tưởng đâu cái người chết đem mầm trái cây cúng, đem cúng cho ông thầy nhiều rồi nhân quả nó tha xin lỗi. Nhân quả ông Phật còn không dám rớ vô, mà ông thầy làm gì dám rớ vô cái chuyện này. Thì ông, nếu mà ông thầy chân chánh được, tôi đến tôi tụng, yêu cầu tôi tụng gì tôi tụng cái đấy, nhưng mà kết quả tôi không biết, tôi chỉ đọc theo kinh thôi, vậy mới ông thầy chân chánh. Chứ đừng có nói giờ cúng 1 triệu đi, tôi trọng một sách, một phẩm kinh 2 triệu thì nó sẽ gấp đôi, cái lực nó mạnh hơn. Không có cái chuyện mạnh hơn đâu, anh tụng vào 1000 cái cũng vậy thôi. Lịch nhân quả, đối với nhật nhân quả, ông thần không có tha anh đâu. Tụng kinh gì tụng cho ông Phật rước mình, ông Phật nào ngồi đây rước. Nó mình phải hiểu thiền tông bây giờ nó ra đời, nó nói trắng ra. Có nghĩa thế giới nhân quả, thần thực thi nhân quả, thánh lừa gạt mình. Mình phải sống 2 cái này nè. Nếu mình sống được thì mình mới thoát ra cái quy luật này. Còn không, mình sử dụng cái tưởng là mình chết với mấy ổng luôn. Tới tưởng mà, tới 84.000 cái tưởng, chứ đâu phải có 1-2 cái tưởng đâu, biết đường đâu rồi, thấy không? Rồi thì con hỏi tiếp đi. Tất cả vạn vật trên trái đất này có sự sống là do tánh Phật ẩn vào làm sự sống. Vậy khi trái đất sắp tan rã thì sẽ có một trái đất mới hình thành mà có sẵn thực vật trên đó. Vậy cho con hỏi, tánh Phật đâu ở đâu có sẵn mà ẩn vào trong đó để làm sự sống cho thực vật? Bây giờ trái đất này nó có tan rã không, nó cũng nằm trong cái bầu hoàng đạo một. Nên nhớ nè, anh có tan rã cũng nằm trong bầu hoàng đạo một, phải nhớ cái này nè. Bây giờ cái trái đất mà nó chuẩn bị tan rã thì tất cả các tánh Phật không được quyền vào, mà phải chọn trái đất nào nó chưa đó. Vì thế mà bắt buộc phải có một vị Phật dẫn đi, dẫn vô. Tới cái đấy này, giờ Nam Diêm Phù Đề nó còn có 1-2 năm nữa đó, nó chết đó. Đừng có đi, để qua Bắc Cô Lô Châu đi. Thì cái nếu mà cái Nam Diêm Phù Đề nó chịu bị mất, thì hoàn toàn các vị Phật không cho vô qua các hành tinh khác. Vì cái luật chu kỳ của nó mà, 10.000 năm trái đất nó bị tan rã một lần, trái đất của mình 7.5 tỷ rồi, 10 tỷ năm, bây giờ nó 7 tỷ rưỡi thì nó còn cho vô được 2 tỷ, mà trái đất chỉ còn 500 năm nữa thôi là hoàn toàn không cho vô, vì nó chuẩn bị nó tan rã thì phải đi qua 5 trái đất khác. Còn khi mà một cái trái đất tan rã đó, nó chuẩn bị tan rã, thì trời tứ thiên vương phải điều hành một cái hành tinh mới tinh, trong đó có là thực vật và động vật sống rồi, chỉ còn thiếu cái loài người thôi.
và thiếu cái trung ấm thân thôi. Khi trái đất này nó bị tan rã, loài người chết tức khắc biến thành trung ấm thân liền. Trung ấm thân ở trong cái vùng này phải di chuyển qua kia, di chuyển qua kia bằng cái trung ấm thân, vì con người chết phải biến thành tức khắc trung ấm thân liền, chuyển đi. Còn những người mà có cái nhiệm vụ mà sống để làm thủy tổ của trái đất mới này, thì những người này có phi thuyền, phi cơ gì nó bay qua gì này, trái đất nó cọ sát rồi, nó gần, thấy không? Thì qua đây mới làm thủy tổ loài người. Nhưng mà qua làm thủy tổ loài người sau chừng một năm, năm, ba năm thôi, không nhiều, thì trở thành con người đồ đá. Vậy có ai sản xuất gì đâu. Dù anh có đem cái gì đi qua vài năm nó cũng hư hết rồi. Mà qua đây đâu có được nhà ở sẵn đâu, thì phải chui vô hang núi ở. Vì thế mà vô đó thành đồ đá. Quần áo một năm mà sao? Tại mình ở đây nhiều bộ, mình xài với qua bển, người đem cáo bộ hay bộ, một năm hai năm mất hết thì làm gì? Thì thành ra trần minh khố chuối rồi, lấy lá chuối dần dần đó, nó nguyên tắc nó là vậy. Rồi dần dần mới đi vô trong thời kỳ đồ đá, ba ngàn năm sau mới trở thành bước vào kỷ nguyên đồ đồng, thấy không? Rồi 4.000 năm sau thì mới bắt đầu một vị Phật ra đời. Một vị Phật ra đời xong 3.000 năm sau bị hủy diệt, tổng cộng là 10.000 năm. Thành trụ và diệt một trái đất là 10.000 năm, đi ba thời kỳ: thời kỳ đồ đá, thời kỳ đồ đồng, thời kỳ điện tử, nguyên tử. Nó là đi theo chu kỳ trong vòng 10.000 năm thôi. Cứ vậy mà nó lặp đi lặp lại 1.000.000 lần trái đất bị tan rã. Đó, mình phải hiểu thế giới vật lý này nó vậy. Tất cả những người chết, vừa chết là biến thành trung ẩm thân chuyển qua bên kia. Rồi tất cả bên kia trái đất, nhưng mà trung ẩm thân nó không biết. Nhưng mà tất cả những vị thần biết, bây giờ tụi bay nhà sập rồi đó, đi qua nhà mới ở đi. Vì thần nói phải đi qua, phải do vị thần thôi. Còn lúc đó là tánh Phật không vô được, mà là trung ấm thân thôi. Còn những mà tánh Phật nó hưởng phước khỏi trời thì nó ở trời, nó đâu có biết trái đất này hư đâu. Nó đâu có biết trái đất này hư. Mà khi nó mãn rồi thì nó trở lại trái đất. Trái đất mới nó ở vị trí này, nó mới đầu thai vào làm con người ở đây. Đó, phải hiểu cái nguyên tắc sinh diệt của một cái trái đất. Rồi con hỏi tiếp đi. Người âm thì mang tần số cực âm, mà pháp môn thiền tông thì cực dương. Lý do gì mà người âm tiếp cận được pháp môn thiền tông? Lý do gì người nam hả? Người âm á, tiếp cận được pháp môn thiền tông. Bây giờ đó, cái người âm á, nếu cái người âm mà ngày xưa đó mà ta thích tu, mong giác ngộ giải thoát mà không ai dạy, thì cái người âm đó nghe ở thế gian này phổ biến thiền tông và phổ biến công thức về Phật giới thì người âm nó biết nha. Còn cái người âm mà không có cái tiêu chuẩn này, nghe đi không nghe. Giống như ở thế gian này nghe chùa Tân Diệu thấy giác ngộ giải thoát nhào vô học, còn cái ông kia không cần, thấy giác ngộ giải thoát ông bỏ ông đi. Người âm kia thì nó có cái hoài bão lâu đời rồi, mấy đời mà tu giải thoát mà không ai chỉ. Tôi sanh lên làm người, chết rồi thôi cũng mất, không ai chỉ. Mà nên nhớ rằng cứ 10.000 năm vậy là được bao nhiêu đời? Nếu ở dòng tộc tôi cho 100 năm đi là bao nhiêu đời? Vì thế mà người ta khát khao, khi nào nghe tới cái giác ngộ giải thoát thì người ta thích. Bằng cách nào? Vì thế mà tất cả người mà trong dòng tộc á, mà có người chết ra mà cứ làm vậy hoài, thì bây giờ tạo công đức hồi hướng cho ba kiều thất tổ củ quyền á, 7 đời trước, 9 đời trước nhận được cái này. Ổng vừa nghe, ổng trong đầu ổng mà có một chút xíu về công đức, một cái thì cái nâng cấp ổng lên liền.
Lúc là thì bắt đầu ổng tự nhiên là ổng hiểu, ổng trở về dòng tộc luôn ạ. Vì thế mà tạo công đức hồi hướng cho người quá cố, nó phải có cái công thức của nó. Ban đầu không dám nói cái này, nói này sợ người ta nói làm tùm lum đi đóng đúc. Chứ có cái công thức tạo công đức hồi hướng cho người quá cố, có chứ phải không? Dù quá cố ở đâu đi nữa, công đức ở đâu thì công đức vẫn chạy về người đó. Dù cho anh ở cõi trời vô sắc cũng chạy tới luôn. Vô sắc là trên đó ta hưởng cái thanh tịnh. Khi tự nhiên con cháu các đời đây mà tạo hồi hướng cho mình, tự nhiên nó có công đức, tự nhiên nó giật mình, nó bỏ cái vui chơi thanh tịnh đó, nó bỏ đi liền. Nó phải trở lại thế giới này để nó học cái công đức. Là vì cái thiền tông nó ra đời thời gian rất ngắn, không có dài được. Đó, dù bất cứ ở đâu trong thế này, kể cả địa ngục luôn, nếu có công đức mà con cháu hầu hướng rồi. Địa ngục là cái gì? Là cái nơi tối tăm, không có đèn, có đuốc vậy đó. Mà chỉ có một phần công đức vào trong tánh Phật rồi, cái người đó nó sáng ra liền. À, trong một cái đám tối đó mà có một cái, có con đom đóm ở trong đó, thì cái con đom được đường đi ra đó, nó biết đường nó đi ra. Vì thế mà còn trong quy luật nhân quả luân hồi này thì không đâu, dù ở đâu tạo hướng hồi hướng công đức vẫn được như thường, chứ không phải không. Nhưng mà với điều kiện người đó đó phải ngày xưa phải có cái nhu cầu, nhưng mà không được. Bây giờ con cháu hồi hướng thì nó mới bắt được cái làn sóng này, chứ hồi xưa không có nhu cầu và hồi hướng nó không vô được. Thấy không? Chỉ trừ trường hợp mà người đã mất rồi mà giờ muốn về mấy đời không được, mà giờ hồi hướng người đó về được. Còn người mà chửi cái này thôi, đừng khỏi, khỏi hồi hướng đi. Chửi cái giác ngộ giải thoát, đừng hồi hướng mất công. Ông Phật còn không cho, ông Phật cũng không cho làm cái chuyện này. Rồi con hỏi tiếp đi. À, mời chị Nông Thị Nguyệt. Thưa bác, hôm nay con đến xin hỏi hai câu hỏi ạ. Trên tay con có cuốn sách biểu đồ giải thích Phật học. Con xin đọc và hỏi bác một câu ạ. Dạ, cuốn biểu đồ giải thích Phật học của Hòa Thượng Thích Tường Vân biên soạn, Thông Thiền dịch Hán Việt, Hân Mẫn Hiệu Đính của nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội ấn hành năm 2003. Dạ, trang 62 có ghi năm điều rối loạn vào thời mạt pháp. Một, tương lai tỳ kheo sẽ nhận giáo pháp từ hàng cư sĩ. Điều hai, hàng cư sĩ ngồi ở trên, tỳ kheo ở dưới. Điều ba, tỳ kheo thuyết pháp mà không chịu học hỏi. Điều bốn, ma thuyết là trơn, còn chánh pháp là ngụy. Điều năm, tương lai tỳ kheo nuôi nấng vợ con. Năm điều rối loạn vào thời mạt pháp rút từ Pháp Uyển Châu Lâm. Con xin bác giải thích cho chúng con ạ. Giờ giải thích cái gì nữa? Người ta nói rõ rồi. Năm điều này người ta nói rõ rồi, còn giải thích gì nữa? Giờ con suy nghĩ gì? Con đọc lại câu một đi. Giờ thứ nhất là gì? Dạ, điều thứ nhất, tương lai tỳ kheo sẽ nhận giáo pháp từ hàng cư sĩ ạ. Rồi bây giờ bác giải thích nè. Cái giáo pháp chân thật á, có tỳ kheo nào biết không? Con suy nghĩ đi, tính đi, từ Bắc chí Nam trên 17.000 ngôi chùa, có cái tỳ kheo nào biết chánh pháp của Như Lai dạy không? Dạ không ạ. Không thì ta đã hỏi rồi, ta đã trả lời rồi. Rồi câu số 2 là gì nữa? Câu số 2, hàng tỳ kheo ngồi ở trên, hàng cư sĩ ngồi ở trên, tỳ kheo ở dưới ạ. Cái này thì có cư sĩ ngồi trên, nhưng mà cũng cư sĩ nghe coi rồi chứ chưa có tỳ kheo. Cái này nó chưa xảy đến. Nhưng mà trong thời gian giải này có nhiều
tỳ kheo ngồi nghe, thấy không? Nhưng mà ở đây không có ai. Thì cái này nó thỉnh thoảng có, chứ không phải là quyết định có. Mà cái này là thỉnh thoảng có, chứ không phải là hằng có. Rồi đó là câu thứ hai. Điều thứ ba, tỳ kheo thuyết pháp mà không chịu học hỏi ạ. Thì bây giờ thì mình rõ ràng đó, nhiều ông tiến sĩ đi đã thuyết pháp không chịu học hỏi mà nói tôi thầy mù nó làm sao? Mà tôi đụng đầu nói đó, tỳ kheo gì kỳ vậy? Tỳ kheo nói tôi mù mà tôi đi dạy đạo mà tôi đụng đầu tôi nói đó. Thì cái này ổng nói là cái điểm thứ mấy? Thứ ba phải không? Thứ ba. Thì ổng nói rõ rồi, ông hòa thượng thích gì đó vẫn nói rõ rồi. Điều thứ tư, ma thuyết là trơn còn chánh pháp là ngụy ạ. Bởi vậy thuyết ma thuyết là cái gì? Bảo cúng dường cho mấy ông thầy gọi là đúng. Còn mà người ta giải về cái sự thật đó là sự thật là gọi là chánh pháp. Nó cho là ngụy là tà. Chữ ngụy đây gọi là tà đạo. Phải không? Thì ông Thích Tường Vân phải không? Ông đã dạy, ông nói rất rõ rồi. Mà ông nói thời mạt pháp nó sẽ diễn ra cái chuyện này. Nhưng mà không biết ông có thần thông không? Không biết. Nhưng mà dường như quyển sách này ông xuất bản năm nào? Dạ, 2003. 2003, chùa Thiền Tông Tân Diệu bắt đầu nói về Thiền Tông 2006, công bố ra 2017. Nếu mà cái Thiền Tông chính thức ra thì ngày 14 tháng 5 2017, có nghĩa là sau ông này 8 năm, 9 năm vậy. Nghe không? Ông này ông đoán trước hay, ông này thuộc về Thánh Tăng. Ông dám đoán trước thời gian. Xếp ông Thích Tường Vân này gọi là Thánh Tăng. Bữa nào chú gửi cho con 1 triệu, con đi gặp ổng, nói chú Nhân cúng cho 1 triệu ra. Điều thứ năm, tương lai tỳ kheo nuôi nấng vợ con ạ. Chuyện này báo chí nói rồi. Mới mấy tháng trước về cái ông nào á 300 tỷ. Tôi không biết bao lâu mà được 300 tỷ. Thì ổng tuyên bố về cưới vợ luôn. Thì cái này có nghĩa ông Tường Vân này, ông Tường Vân ổng hiểu trước nha. Ông này cũng về Thánh Tăng á, ổng dám đoán trước mấy chục năm về trước, 2003, 2017 là như mười mấy năm trước. Thì ông Thích Tường Vân này thuộc về Thánh Tăng. Chú gửi tiếp 1 triệu nữa, bữa nào gặp ổng còn cúng dường nó. Chú Nhân nó ông nói hay quá, sao chú Nhân cúng dường ông trước sau 2 triệu. Còn không ấy á, ông nghe được cái này ông đến chùa Tân Diệu chú Nhân sẽ đưa. Dạ, con cảm ơn bác. Rồi. Con có một câu hỏi nữa của Phật tử Thiền Tông từ Quảng Trị gửi nhờ con hỏi ạ. Con xin hỏi ạ. Dạ, câu hỏi của Phật tử Thiền Tông Quảng Trị hỏi: trong gia đình có 2 bố con tu theo Thiền Tông, vì bố cũng lớn tuổi, người con muốn giúp bố làm công đức thì người bố có nhận phần công đức của con giúp bố không ạ? Bây giờ đó ông bố đó phải có đồng ý mới được. Cái gọi là kêu bằng đồng ý đó thì công đức mới vô ổng nè. Ổng chống đối là không được. Tuy là tiền bất cứ ai, nhưng mà con nói bây giờ con lấy cái này con bố thí để cho bố có công đức, bố chịu không? Nó tao đồng ý. Thì cái tài khoản sẽ chạy vô ổng liền. Còn nếu tao không đồng ý là nó chặn liền, nó chặn tự động luôn á. Cái đó là do ổng. Ổng thích, ổng không tiền, con cái làm thì ổng phụ, ổng làm sao mà cho cái nó nhanh về có công đức thì ổng có công đức như cái lúc mà ổng đang làm. Còn nếu mà ổng có một cái ý nào vô thì hoàn toàn nó chặn lại. Hỏi về thời buổi này là cái thời buổi nguyên tử, điện tử, tài khoản nó vô mình chỉ sai một chút xíu nó không vô được, phải không? Nếu mà ổng đồng ý thì tài khoản nó mở ra chui vô liền. Còn ổng không ủng hộ là nó đứng lại liền. Cái đó là do ổng á. Rồi con hỏi tiếp đi. Ý tiếp. Lúc lâm chung người con mong muốn tạo công đức giúp bố mở mắt thì có được không ạ?
Bây giờ trung mà bố mình lúc lâm chung đó, muốn cho bố thấy, chắc chắn là ổng có thấy, nhưng mà nếu cái cơ địa của ổng mở được, con cái khẩu, cái miệng ổng mở được, con mắt ổng mở được thì ổng thấy. Còn không đước ổng nhắp lại thì đứa con phải nằm ở trạng thái thanh tịnh thiền, đúng mức của thiền tông. Còn hoặc là niệm Phật liên tục trong cái thanh tịnh thiền của A-di-đà vẫn thấy được. Duy nhất chỉ có thanh tịnh thiền A-di-đà mới thấy thôi nha. Còn thanh tịnh của mật chú không thấy. Còn ổng nếu mà tự thanh tịnh được, bắt theo cái thiền tông thanh tịnh và thanh tịnh rỗng lặng hằng tri, giờ này mới đem áp dụng, chứ không phải đang sánh sống bình thường áp dụng cũng được. Mà cái này sắp lâm chung mới đem là thanh tịnh rỗng lặng hằng tri. Hằng tri để làm gì? Để hằng biết cái hoa tiêu không có lạc. Thì cái pháp môn thiền tông được phép ở cái giờ chót này nè, nha, thì ổng sẽ thấy. Nhưng mà thấy, nếu nói ổng phải sắp xếp trước thì mình mới, trước khi ấy mình vẽ một hai cái biểu đồ vậy đó, hoa tiêu tại gì nói chẳng biết, và thấy cái nào ổng không đưa tay được thì mình đưa, mình chỉ. Ổng chỉ mơ mắt nhắm mắt thôi, hoặc là ổng lắc đầu, hoặc ổng gật đầu đó, đó thì có thể được. Còn nếu mà không đó thì cái con mắt sau cùng mới được nhắm, con mắt sau cùng được nhắm mới xác định, thì mình phải báo cho biết trước, à cái này đúng không. Ví dụ nói là đúng thì nhắm mắt lại, còn không mở mắt hoài hoặc là lắc đầu vậy, phải báo trước cho ổng cái thí nghiệm này à. Nhưng mà tất cả những người có công đức sau cùng được thấy ưu tiên hơn cái người ở lại. Mà người ở lại muốn thấy cái này thì phải niệm Phật A-di-đà ở trong trạng thái thanh tịnh tuyệt đối. Vì cái niệm này nó có cái lực chứ không phải không đâu. Cái lực giảng sanh là nó đi ra một cái thế giới gọi là rất thanh tịnh. Vì nước A-di-đà rất thanh tịnh, nhưng mà nó thanh tịnh trong thế giới vật lý. Còn cái Phật giới nó thanh tịnh trong cái vĩnh hằng, nó khác. Nhưng mà cái thấy thì trong chớp nhoáng, người thực thi hành được cái niệm Phật A-di-đà sẽ thấy hoa tiêu này. Còn ngoài ra thanh tịnh ngồi thiền không thấy được. Ngồi thiền vừa ngồi xuống là thánh nó đã ngã án rồi. Tất cả những vị ngồi thiền vừa ngồi xuống thánh đã án rồi, thành không thấy hoa tiêu được đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vì trong khi sắp lâm chung thì mình không đủ sức khỏe và điều kiện tạo công đức, thì mình có nói trước với người thân trong gia đình, và người thân trong gia đình tìm mọi điều kiện để tạo công đức cho mình. Vậy mình có công đức không ạ? Được, bởi vì với điều kiện mình phải ủng hộ, thấy không? Nhưng mà cái đó mà thắp lâm chung, nếu mình có đức rồi thì nó cũng đỡ. Nhưng mà nên nhớ một điều á, khắp lâm chung mà tạo công đức không, nếu mình chưa có công đức thì không kịp. Là công đức này ổng khắp lâm chung, nhưng mà ổng có chưa có hiểu được cái đường về Phật giới. Khúc đó ông thần thả ông ra cái quy luật này, nhưng mà ông thánh cả, ông chết là chết vì ông thánh này. Thành ra bắt buộc là người tu thiền tông phải hiểu cho thông cái con đường về Phật giới. Chứ bây giờ ông có công đức mà ra kia ông thấy Ma Di Đà ông theo là thua, ông Thích Ca ông theo là thua rồi, nó không có đủ. Giống như muốn cái nghề gì phải thuần thạo đó thì ra mới sử dụng được, còn mới tập bập bẹ ra không được, thấy không? Vì thế mà phải khuyên 6-7 tuổi thì làm ơn, còn thời gian ngắn nữa mình về đi thì giờ mình cố gắng, chứ đợi 85 tuổi chết, 84 tuổi rưỡi thì nó tạo không có kịp. Giống như khát nước mới đầu giếng là làm sao có nước kịp, mới dở 3-4 cây cuốc là xỉu rồi, làm sao đào. Rồi cứ hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác, con hết câu hỏi ạ. Bài Thành. Dạ, trong lần giải đáp trước thì con có hỏi hai câu hỏi là về năm chữ và năm cách. Thì năm chữ bác nói giữ bí mật và sau đó bác cũng đã trả lời. Và câu hỏi tiếp theo của con là bác nói tu theo thiền tông là có năm cách
thì con xin hỏi là có phải là thấy, nghe, nói, biết và tạo công đức, con nghĩ vậy có đúng không bác? Năm khắc hả? Tu theo thiền tông như thầy nói là có năm cách thì, năm cách tu á, tu theo thiền tông là có năm cách, thì có phải là thấy, nghe, nói, biết và tạo công đức, cái này có đúng không? Câu hỏi này hỏi trật lắc. Người ta vừa hỏi mà tôi nói là tu thiền tông chỉ tu năm phần chứ không phải, hiểu không? Cái câu đó nó là ta chuẩn bị ta làm cái tượng ai, Đức Phật ngồi ở đây nè, ta sẽ nói tu cái kiểu thần tông chỉ có năm thứ thôi chứ không có nhiều, không phải là cách, chữ cách nó khác. Năm phần thì cái cách, một cách nó đẻ ra bao nhiêu. Một cách giống như con cái hẻm mà nó xiệt bao nhiêu, nó bao nhiêu cái xiệt nữa chứ phải. Năm phần thôi chứ không phải cách, thấy không? Ráng đi tháng nữa thằng Hiệp nó đưa ra, nó gắn bản lên cho thấy nó đang đặt bản rồi đó. Dạ cái này là năm phần chứ không phải là năm cách. Năm phần chứ không phải năm cách. Dạ hỏi cho đúng. Thôi rỡ lên ngồi hỏi tiếp đi. Hết thôi. Mai mốt là chịu khó về đọc mấy sách cho nhiều đó. Trong sách thiếu gì câu hỏi. Thắc mắc thì cứ hỏi, thấy không? Dạ cái câu hỏi này thì nó cũng ngẫu hứng đó. Dạ trước năm 2000 á, thì lúc đó bố con còn sống thì có khắc một cái tấm lịch, trên đó có một cái bánh xe luân hồi và một cái tay cầm cành hoa sen. Là trước năm 2000 thì cách đây cũng 20 năm, lúc đó con chỉ hơn 20 tuổi thôi. Và chính cái hình này làm con thắc mắc rất là nhiều mà không có câu giải đáp. Thì hôm nay con mới hiểu, thì thầy cho con hỏi cái đó là gia đình con có phải là có một cái mầm móng thiền tông không ạ? Là ba ông lưu cái hình đó lại hả? Tức là trước năm 2000 á, là ba con có khắc một cái tấm hình, khắc một tấm lịch, trên đó có một cái bánh xe luân hồi và một cái bàn tay cầm cành hoa sen. Thì cái tấm hình này hồi đó con thắc mắc rất là nhiều, nhưng mà không có cái câu giải đáp. Tức là trước năm 2000 á, là người cha chưa có mất á, thì người cha có khắc một cái hình, là cái hình chuyển luân, và trên đó có một cái bàn tay cầm cái cành sen. Vậy thì á, là người cha này ngày trước có từng biết về cái mầm móng của cái mầm của cái thiền tông hay không? Biết. Biết. Ông già biết. Biết từ đâu? Biết từ Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ đã khôi phục Thiền Tông vào năm 1968 ở tại sân bóng đá Vũng Tàu, dưới chân núi lớn. 1968 Hòa Thượng Thiền Sư Thích Tư làm cái lễ công khôi phục Thiền Tông. Ổng tu ở trên núi lớn á, ở trên cái tu cái chùa, ở cái thiền viện chân không. Ổng nói tôi đã khám phá ra rồi, biết ông Phật dạy gì tôi biết hết rồi. Hôm nay tôi tuyên bố rằng tôi khôi phục thiền tông, cả quyền cái Vũng Tàu và Sài Gòn. Ngày đó chú cũng thuê xe chạy ra xem ổng nữa được. À, có nghĩa là cái câu chuyện này nó ra hồi năm 1968, bây giờ là trên bao nhiêu năm? Nếu 2000 là 68 là 50 mấy năm rồi, phải không? Cái ngày đó chú có dự, nhưng hoàn toàn chú không có nói gì hết. Vì trong cái thơ mà ổng mời, cái ngày mà tổ chức ổng là ở đâu biết không? Ổng muốn cái khách sạn Caravan. Ổng mời có cuộc họp báo rồi đó. Ngày đó sẽ có cái lễ là công bố khôi phục Thiền Tông ở Vũng Tàu. Mời tất cả những cái ngày đó, chú có đi đến cái Caravan, chú vô chú ăn bữa cơm, chú có dự cái bữa đó. Rồi sau đó cái ngày công bố chú cũng có ra, để chú theo dõi thôi, chứ sự thật chú biết thì không phải. Là vì chú năm đó 68 là năm 58, chú đã nắm được cái quyền ký trước 10 năm, chú đã nghiên cứu hết rồi. Thì chú mới có nghi cái chỗ này nè. Nếu mà cái quyền ký này mà giả đó, thì tại sao hiện giờ Hòa Thượng Thích Thanh Từ lại công bố ra? Tại sao đưa cho Long Nữ mà bây giờ Long Nam á công bố?
Tôi mới thắc mắc cái vậy à. Thành ra tôi ra tôi nghe nói hết rồi, tôi biết rồi, thôi không được đâu. Vì thế mà khi mà tôi viết cái quyển sách số 1, tôi có nói một cái câu chuyện. Ai đọc cái quyển sách số 1 để biết. Nếu như vậy là không phải Thiền Tông, đây là Thiền Tiểu Thừa, không phải Thiền Tông. Cái quyển sách số 1 tôi có nói ẩn ý. Ai đọc tin qua, kêu bằng là tin hiểu thì đọc cái quyển số 1 biết. Tôi có đề cập đến cái chuyện này, nhưng mà lúc đó tôi không có nói nhiều. Nghe không? Thì ba con thì có thể là lấy cái nguồn gốc từ Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói về Thiền Tông này. Chứ còn Thiền Tông chánh thức ba con không biết. Chính con đã theo dõi cái Thiền Tông này con biết rằng nếu mà trước ngày công bố quyền ký hoàn toàn không ai biết giác ngộ là gì, chứ đừng nói là giải thoát. Con nên nhớ rằng giác ngộ giải thoát khi công bố quyền ký ra lần lượt chú mới nói, chứ không phải. Bởi vì rõ ràng trong cái quyển số 10 hoàn toàn không có nói, không có nói gì giác ngộ giải thoát. Nhưng mà cái quyển số 3 chú có ghi một câu: hành đúng lời Phật dạy chắc chắn được giải thoát. Khẳng định vậy. Nhưng mà trong đó chú không nói, chú chỉ đưa cái bài, cái bìa thôi, chứ trong đó hoàn toàn chú không nói. Mà chú kể chuyện trên trời dưới đất thôi. Nghe không? Mà chính thức cái ấy là phải nằm ở trong cái quyển cái giải đáp Thiền Tông này. Hỏi chú mới nói à. À, bởi vì cái này nó nằm ở trong quyển giáo lý, không được quyền nói ra. Trừ trường hợp quyển giáo lý được xuất bản thì cái này mới được công bố ra. Mà bây giờ quyển giáo lý chưa được xuất bản thì bây giờ chỉ còn xuất miệng thôi, chứ không có xuất bản được. Xuất bản miệng nó sẽ bay theo không gian mất, nghe không? Xuất bản kia thì mới là giấy lưu lại. Còn về xuất bản miệng ai nghe chút ngày mai quên mất. Rồi thì chú xác định là cái của ba con làm rất đúng, nhưng mà đây là làm theo cái mô típ của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, không phải là chánh gốc của Thiền Tông. Vì thế mà Hòa Thượng Thiền Tinh Thanh Từ không dám để chữ giải thoát. Nếu một người khôi phục Thiền Tông thì ghi rõ ràng trong cái bản đây là nơi khôi phục Thiền Tông, chỉ nói thôi, đâu có dám nói đâu, nói bằng bản á. Bằng bản người ta chụp hình ta mới lưu lại thì người ta mới vô. Nếu mà có nói câu đó thì người ta sẽ vô: thưa Hòa Thượng, khôi phục bằng cách nào, Thiền Tông tu như thế nào, người ta sẽ hỏi. Nhưng mà hoàn toàn vừa rồi cách đây một tháng thì có anh Hiệp, mà anh Thoản nè, Khánh nè, với ba bốn người nữa tôi quên, có ra hỏi, hỏi tu Thiền Tông tu sao, thì ông nói là biết giọng không theo. Thì thôi, tôi hỏi, thì hỏi nữa mấy chú thì không hỏi, chú ngồi ngoài, chú không dám vô. Thì hỏi chứ không biết giọng là biết làm sao, làm thinh đâu biết gì đâu. Thì thằng Hiệp với Duyên Khánh nó bao giờ nó tấn công không được, bỏ đi đó. Nó ủa tại sao từ khu vực Thiền Tông mà tôi không thấy không có chữ Thiền Tông, thì mới nói là sao Thiền Tông ở dưới bếp á, nó xuống kiếm không thấy nữa. Ủa đâu có đâu, chỗ nào đâu, cũng chạy vòng vòng rồi thôi mấy ông trốn mất thì thôi, tụi nó thôi tay trốn mình về, chứ ở đó ở đây nó đóng cửa mà chết luôn á. Thấy không? Thì xác định là cái chữ cái logo này thì của ba con lấy từ Hòa Thượng Thích Thanh Từ, nói cho con biết. Này con hỏi chú mới nói nha, chứ không hỏi chú không nói. Rồi hỏi tiếp đi, hỏi hay quá, tớ nói tiếp. Dạ, lúc đó thì con, lúc sự việc đó cách nay thì cũng 20 năm rồi, thì lúc đó con cũng mới hơn 20 tuổi, mà chính bản thân con lúc đó tự nhiên thắc mắc vào cái cành xe này, thắc mắc với chính bản thân mình á, và không có được cái câu trả lời. Tại vì con thấy gia đình con là Phật giáo, mà con thấy nó không có liên cái cành tay, cái cánh tay mà cầm hoa sen á. Trước đó là mình nói trong Phật giáo nó không có cái này, mà cứ tự thắc mắc. À, lúc đó con tự thắc mắc mà không có được câu trả lời. Nhưng mà tới nay thì con gặp Thiền Tông thì bây giờ nha,
Bây giờ con thắc mắc cái gì á, con mới nằm ngủ rồi thắc mắc gì, con làm ơn lấy cái viết giấy để trên đầu á, viết để ngày mai mốt để chứ để vô, vô rồi quên sao? Tất cả thắc mắc đọc sách gì, thắc mắc gì viết đó đi, để đó, rồi dạ, mà, không. Để tới Chủ nhật vô đây hỏi. Cho con nói, tức là cái thời điểm đó cách đây hơn 20 năm á, con thắc mắc chính với cái hình mà ba con thắc lên đó, là con tự thắc mắc với bản thân mình á. Thì cho con hỏi cái đó là cái hiện tượng đó có phải là chính bản thân con có một cái mầm mống với Thiền Tông hay sao ạ? Nói thiệt con đó nha, con mà đến cái chùa này con có công đức, con mới đến hoài. Còn con không có đến công đức, con đến ngày con trốn mất được. Không có công đức không beo được, không bám được cái chùa này. Con có công đức con mới bám. Còn không có công đức hoặc có đúng ít á, vô đi bữa trước bữa sau chạy trốn luôn. Đó, phải hiểu như vậy. Tại sao? Là tại vì cái đó nó hút vô đây. Đây là cái lực cho hút của cái công đức. Cái chùa này nó là hút công đức. Vì thế mà tất cả những người đi ngang qua đây mà thấy chuyên dạy giải thoát, người ta nói ông cái chùa này gan quá. Đi trong nước tôi không thấy cái chùa nào dám để cái này, mà ông dám để cái này, ông kia thuộc gì? Thuộc gì gan lì vậy? Không biết có đúng không? Thì nhào vô. Nhào vô một là đánh gục ông. Ông gan quá. Tôi hỏi ông trả lời nổi không? Mà cũng may là hai năm mấy nay không ai vô hỏi, mà hôm nay có mình con đó, dám hỏi. Thì con thuộc về gan, ráng đánh gục chú đi. Đánh gục chú để làm gì con biết không? Chú thi lễ với con liền. Ráng đi, ráng về nhà nằm chiêm bao hỏi cho kỹ. Đọc kinh sách nào cũng được, thấy câu nào vô đánh gục câu này mới được. Nghĩa là phải bây giờ chú tuyên bố là cái cửa thành bóng đá của chú á, chú đã căng cứng ngắt không ai đá vô nữa. Giờ còn ráng đi, còn ráng đá làm sao phủng đi, phải không? Thì để giật giải chứ này mấy năm là chưa có ai hỏi, chưa có ai đánh gục chú được hết. Cố gắng đi, còn có khả năng đó, chú thấy còn có khả năng đó, ráng đi. Dạ, con xin cảm ơn. Con xin chào bác Nhân, xin chào các quý vị. Cho con hỏi một câu hỏi bác Nhân. Lúc trước con tu trong vật lý, niệm Phật, tùng Pháp Hoa, nói chung là cái môn nào cũng có. Từ khi con biết Thiền Tông thì con có yếu chỉ. Thì con có một lần á, thì con nghe được bốn chữ A-di-đà Phật. Mà nghe từ bên ngoài, ban đầu con không có tin vào tai mình. Thì sau con một hồi á, con mới nghe từ phía bên ngoài. Rồi cách sau chừng một tháng á, thì trong lúc 15 phút này 12 giờ đêm, nó có một cái con để, có khi con biết tâm Thiền Tông rồi thì khi mình ngủ mình để tâm thanh tịnh, là có một cái gì đó nó đánh thức mình dậy. Thì trong lòng nó tử ở trong người, nó phát ra mấy giây, chỉ có mấy giây thôi, là cũng bốn chữ A Di Đà, nhưng mà mình cảm nhận rất rõ ràng là từ trong người nó phát ra rất là nhẹ nhàng. Cho con hỏi bác là cái hiện tượng đó là hiện tượng gì, để con tìm hiểu thêm. Thì hồi trước con tu niệm Phật phải không? Dạ, con tu cái nào cũng có, tụng Pháp Hoa, niệm Phật, rồi niệm chú. Có trước có tu niệm Phật không? Dạ có nhiều lắm. Thì bây giờ con tu qua Thiền Tông cái gì? Dạ. À, vậy là không chịu đâu, mấy ông thánh không chịu cho vô. Thì ông niệm cho con thấy đừng có đi tu Thiền Tông, nó là tà đạo đó, đừng có thu. Tu A Di Đà nó mà là chánh đạo đó. Thì mấy ông thánh biểu vậy, ý ông thánh đó. Đi là tụi con lên A Di Đà nó là chánh đạo, còn cái Thiền Tông nó tà đạo, con đừng có vô. Đó là mấy ông thánh báo cho con biết đó. Đây là cái cõi trên người ta nói rồi đó, thì cũng nên đừng có vô Thiền Tông. Hiểu không? Yeah. Có nghĩa là con đã đi sai đường. Hồi xưa con đi A Di Đà mà giờ con Thiền Tông không được. Thiền Tông nó tà đạo, đừng có vô. Phải vô A Di Đà, lên trên nó vui hơn. Hồi đi về Phật giới nó buồn lắm, về Phật giới đi về nó không có việc làm giống như đây. Ở đây A Di Đà thanh tịnh rồi đi chơi tùm lum chỗ này cảnh kia, bởi vì
trên cõi A-di-đà này, chim muôn ca hót qua thời ngọc xa, cây trái như ngọc như vàng. Về Phật giới có cái vụ này đâu, đừng có vô. Thành đã mấy ông thánh biểu con tu A-di-đà, nói cho con biết, thấy không? Con cảm ơn bác. Bác nói đúng là con vô Thiền Tông là 3 năm rồi. Nhưng mà bác nói rất là đúng. Ban đầu vô khó lắm, ban đầu vô chùa này rất cái tâm kỳ lắm, không có được bình thường. Mỗi lần đi muốn như ngày mai là tính về Tân Diệu, thì tối nay có một cái gì đó cản không có chịu cho đi. Nhưng mà 2 tuần nay con đi về thấy tâm thanh thản lắm, nhẹ nhàng lắm. Thì cho con hỏi bác vậy là con có nên tu Thiền Tông không? Cái đây bác trả lời rồi, thì bây giờ hả là tu theo A Di Đà là tốt nhất. Rồi, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Nhưng mà từ cái ngày mình tu Thiền Tông tới giờ mình không còn nghe nữa. Cái hồi mới yếu chị á, chừng 1 tháng 2 tháng á, thì mình có nghe 2 lần, nhưng mà bây giờ đã 3 năm rồi thì mình không còn nghe cái A Di Đà đó nữa, từ ngày biết tu Thiền Tông. Thì vô Thiền Tông mấy ông thánh nó biểu mình trở lại A Di Đà thì mới xuất hiện cho con biết vậy đó. Cũng như sợ con đi lạc đường thì mấy ông thánh dắt phải trở lại A Di Đà, đừng có leo Thiền Tông. Thánh nói mà con không nghe nữa hả? Đi dạ, vô đây đừng vô chi. Dạ con cảm ơn bác nhiều, nhưng mà con cũng con là con cũng làm được hơn nhiều bài, con có làm bài kệ rồi cũng đặt 26 câu hỏi rồi cũng làm bài tường trình, nhưng mà con chưa có nộp. Rồi nếu mà làm xong thì nộp vô cái trực ban qua bên Thiền Tông Thất gặp anh em nộp. Cái này bác nói đúng, chưa đủ duyên. Bữa hên làm có sẵn nhưng mà hẹn với bạn Lan bên nay không có mặt. Rồi hẹn với bạn Lan để bạn Lan quay, tuần rồi có cô về một lần. Mà hẹn với bạn Lan bây giờ làm đầy đủ rồi, mà nếu như vậy thì bạn nói vậy thì thôi ha, mình để lát nữa mình vô mình quay thử được không? Rồi cảm ơn bác nhiều. Rồi cảm ơn con. Hiện tại cũng đã hết câu hỏi, xin dừng buổi đáp ngày hôm nay.